Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 28. Bát Huyền nhìn thanh đế kia, bình tĩnh giải thích, nếu bản thể ở đây thì có thể thắng được, nhưng bây giờ, ông ta chỉ là một ý chí. Chỉ một ý chí hoàn toàn không thể ngăn cản được bà ta, kiếm của bà ta đã nửa bước vào đại đạo rồi. Diệp Quân còn muốn hỏi thêm thì Bát Huyền chợt nói, trốn. Trốn. Diệp Quân nhìn về phía tay của Bát Huyền, thấy cô ấy nắm chặt tay hắn hơn rất nhiều. Đã lâu không gặp. Diệp Quân thầm hỏi, tiền bối. Người phụ nữ bí ẩn nhẹ giọng cất lời, ta không ngờ chấp kiếm nhân này lại trở nên mạnh đến thế, xin lỗi. Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối, đưa ta về Quan Huyên. Lúc này, chỉ có thể trở về vũ trụ Quan Huyên thôi. Chấp kiếm nhân này vẫn nên để mấy người an tiền bối giải quyết vậy. Hắn thật sự đánh không lại. Người phụ nữ bí ẩn nhẹ giọng nói, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Không sao, có Bát Huyền ở đây, ngươi không chết được đâu, cùng lắm là bị đánh một trận thôi. Diệp Quân. Lúc này, thời không vô giới phía xa đột nhiên nổ tung, vô số kiếm quang bắn khắp nơi, mà mỗi tia kiếm quang đều có thể hủy diệt một vùng thời không. Chỉ trong nháy mắt, vô số thời không bị hủy diệt, thời không nơi mấy người Diệp Quân đang đứng cũng thoáng chốc trở nên hư ảo. Chỉ trong nháy mắt, vô số kiếm quang tản đi, mà lúc này, ý chí thanh đế kia đã trở nên hư ảo. Ở đối diện chỗ hắn không xa, chấp kiếm nhân cầm kiếm đi tới, ánh mắt lạnh tựa như băng. Thấy cảnh này, Diệp Quân sa sầm mặt. Thanh đế không thể ngăn cản chấp kiếm nhân này. Chấp kiếm nhân nhìn thoáng qua thanh đế, xoay người tiến lên một bước, bà ta lập tức quay lại thời không này. Mà ngay sau đó, ý chí thanh đế vẫn chưa hoàn toàn tan biến cũng đột nhiên xuất hiện. Chấp kiếm nhân nhìn thanh đế đang sắp biến mất với nét mặt lạnh như băng, chết thì chết hết luôn đi, để một tia ý chí ở lại thế gian thì có tác dụng gì? Muốn tìm cảm giác tồn tại sao? Thanh đế cười khẽ, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, tiểu hữu, xin lỗi. Diệp Quân lắc đầu, tiền bối, là ta mang đến phiền phức cho ngài. Thanh đế cười hỏi, tiểu hữu có muốn nhận được truyền thừa của ta không? Diệp Quân sửng sốt. Thanh đế khẽ mỉm cười, lại hỏi, có muốn không? Diệp Quân nhìn ông ta, muốn. Thanh đế cười to, sau đó, ông ta đột nhiên chắp ngón tay chỉ về phía Diệp Quân. Một ánh sáng xanh bay vào giữa chân mày hắn. Oanh! Trong nháy mắt, khí thế của Diệp Quân tăng vọt. Ở giữa chân mày của hắn dần xuất hiện một bóng cây. Cây thần tự nhiên. Thấy cảnh này, sắc mặt của rất nhiều cao thủ trăm vạn gia tộc trong bóng tối trở nên phức tạp. Cây thần tự nhiên này là thần vật đứng đầu vũ trụ vô gian, cũng là cây thần siêu cấp mà trăm vạn gia tộc từng cung phụng. Mà bây giờ, thanh đế lại truyền nó cho người ngoài. Bọn họ cảm thấy không vui cho lắm, dù sao Diệp Quân cũng không phải người của vũ trụ vô gian. Lúc này, khí thế của Diệp Quân tăng vọt, thoáng chốc, cảnh giới của hắn đã tăng lên đến cảnh giới tạo cực. Nhưng khí thế của hắn vẫn còn đang tăng lên. Diệp Quân thầm thấy sợ hãi, nhưng lúc này, cảnh giới của hắn đã từ tạo cực lên đến chí cảnh. Diệp Quân vội nói, tiền bối, trấn áp giúp ta. Cảnh giới tăng lên quá nhanh. Nghe thấy lời của Diệp Quân, một ánh sáng mờ bao phủ lấy hắn, sau đó, khí thế của Diệp Quân bị trấn áp lại. Cảm nhận được điều này, Diệp Quân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ở bên kia, chấp kiếm nhân không ra tay với Diệp Quân, bà ta vẫn luôn nhìn chằm chằm Bát Huyền. Mà lúc này, Bát Huyền cũng đang nhìn bà ta. Hai người cứ thế đối mặt nhau. Lúc này, khí thế của Diệp Quân đã dần ổn định lại, giữa chân mày của hắn có một thụ ấn ngưng tụ. Cùng lúc đó, Diệp Quân cảm nhận được trong thức hải có thêm một gốc cây. Toàn bộ thân cây có màu xanh lá, quanh thân tản ra một năng lượng bí ẩn, mà năng lượng này đang chậm rãi bồi dưỡng thân thể của hắn, vô cùng thoải mái. Diệp Quân nhìn thanh đế, nghi ngờ hỏi, tiền bối, đây là... Thanh đế cười nói, cây thần tự nhiên, cây này ra đời cùng với vũ trụ vô gian, là cây tổ của vũ trụ vô gian, từng che chở bách vạn tộc vô số vạn năm. Sau đó đi theo ta, bây giờ, ta tìm cho nó một chủ nhân mới, hy vọng ngươi đối xử tử tế với nó. Diệp Quân gật đầu, đương nhiên rồi. Thanh đế ngẩng đầu nhìn về phía xa bằng ánh mắt phức tạp, ông ta nhẹ giọng nói, hiện tại trăm vạn gia tộc chẳng còn bao nhiêu người, hơn nữa cũng không phải những người năm đó.
nên ta cũng không thể ép họ đi theo ngươi, nhưng nếu có thể, sau này xin tiểu hữu quan tâm đến họ. Diệp Quân gật đầu, được. Thanh đế cười khẽ, sau đó chắp tay, tiểu hữu, không hẹn gặp lại. Nói xong, ông ta hoàn toàn biến mất. Ý chí thanh đế kia cũng chậm rãi tan đi trong thiên địa. Trên thế gian không còn thanh đế nữa. Diệp Quân im lặng. Một cao thủ tuyệt thế đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Dù là cao thủ có cấp bậc như thanh đế, cuối cùng cũng sẽ bỏ mình, hắn phải mạnh đến mức nào mới có thể vô địch trên cõi đời. Diệp Quân chậm rãi siết chặt hai tay, lúc này, hắn mới cảm nhận được con đường mình đi khó khăn đến mức nào. Đột nhiên như cảm nhận được điều gì, Diệp Quân nhìn Bát Huyền bên cạnh, khi thấy Bát Huyền đang đấu mắt với chấp kiếm nhân kia, hắn nhất thời trở nên căng thẳng. Bát Huyền biết chấp kiếm nhân này. Bát Huyền thật sự là chân thần ư. Chuyện này không thể đùa được. Diệp Quân đang định cất lời thì Bát Huyền đột nhiên cười nói, Từ Kính, đã lâu không gặp. Chấp kiếm nhân nhìn chằm chằm Bát Huyền, đã lâu không gặp. Diệp Quân im lặng. Dù đã đoán trước, nhưng lúc này nghe cuộc trò chuyện của hai người, Diệp Quân vẫn thấy bất ngờ. Bát Huyền thật sự là thần linh. Cô ấy không phải nhân loại, mà là thần linh. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, thầm nói trong lòng, tiền bối, người đã biết từ lâu rồi à? Người phụ nữ bí ẩn đáp, đúng thế. Diệp Quân cười hỏi, chắc tiền bối cũng là thần linh nhỉ? Người phụ nữ im lặng một lát rồi đáp, phải. Cũng là thần linh. Diệp Quân bật cười, đang đùa với hắn sao? Bát Huyền là thần linh. Người phụ nữ bí ẩn cũng là thần linh. Diệp Quân lại hỏi, tháp gia, đừng nói ngươi cũng là thần linh nhé. Tiểu tháp đáp, thật ra thì ngươi cũng là thần linh. Diệp Quân lập tức xa sầm mặt. Lúc này, Bát Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, cô ấy cười nói, ta nhớ lại một vài chuyện trước đây. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, hắn chủ động nắm tay Bát Huyền cười nói, thế thì sao? Bát Huyền nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân đang định cất lời thì Bát Huyền đột nhiên nói, bà ấy tên là Nhan Tử Kính, ta tên là Nhan Tử Thụ, chúng ta là tỷ muội ruột. Tỷ muội ruột. Nét mặt và thân thể Diệp Quân đều trở nên cứng đờ. Quan hệ của hai người thân thiết thế sao? Bát Huyền lại nói, ta còn một cái tên nữa, chính là Chân Vô Ngã. Chân Vô Ngã. Diệp Quân khẽ run rẩy. Chân Vô Ngã đã tự mình tạo ra một đạo ngoài 3000 đại đạo kia. Diệp Quân chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Bát Huyền ra. Bát Huyền nhìn Diệp Quân, nụ cười trên mặt vẫn còn đó, nhưng khi Diệp Quân chậm rãi buông tay, trên mặt cô ấy chợt có nước mắt chảy xuống. Mà lúc này, Diệp Quân đột nhiên nắm lấy tay cô ấy, hắn dịu dàng lau sạch nước mắt trên mặt cô ấy, nhẹ giọng nói, ta biết lai lịch của muội không đơn giản, cũng đoán được muội có thể là thần linh, chỉ không đoán được muội là Chân Vô Ngã. Chân Vô Ngã có thể xem là một nhân vật truyền kỳ. Nhưng không chỉ Diệp Quân, có lẽ tất cả mọi người cũng không ngờ Chân Vô Ngã là thần linh của chân vũ trụ. Bát Huyền nắm lấy tay Diệp Quân, nhẹ giọng nói, nếu không khôi phục trí nhớ thì tốt quá. Diệp Quân thầm nói trong lòng, tiền bối, đây là cục diện mà người bày ra đúng không? Giọng nói rất lạnh lùng. Người phụ nữ bí ẩn đáp, ta bảo ngươi đi lấy bất bại quyền kinh kia, chứ không bảo ngươi quyến rũ người ta. Cũng không bảo ngươi ngủ với người ta, chuyện phát triển thành như bây giờ, ta cũng rất bất ngờ, ngươi xem lại bản thân đi, tại sao ngươi lại đi ngủ với người ta, giờ phải làm sao đây? Diệp Quân không thể nói lại được. Thật ra chuyện này hắn cũng rất bị động. Bát Huyền đột nhiên nói, trở về vũ trụ quan huyên đi. Diệp Quân nhìn Bát Huyền, còn muội thì sao? Bát Huyền chớp mắt, không nói gì. Diệp Quân trầm giọng nói, trở về vũ trụ quan huyên cùng ta đi. Bát Huyền đang định đáp lời thì chấp kiếm nhân ở bên cạnh đột nhiên xuất kiếm, chém thẳng về phía Diệp Quân. Tốc độ ra chiêu rất nhanh, Diệp Quân hoàn toàn không thể ngăn cản. Nhưng vào lúc thanh kiếm còn cách giữa chân mày Diệp Quân khoảng một tấc, một cánh tay đột nhiên nắm lấy thân kiếm. Tay của Bát Huyền. Chấp kiếm nhân nhìn về phía Bát Huyền, không nói gì. Bát Huyền thuận tay cầm lấy thanh kiếm kia, cô ấy cười nói, Từ Kính, tính tình tỷ vẫn như thế, động một tí là muốn đánh nhau. Dứt lời, cô ấy búng ngón tay, thanh kiếm quay lại trước mặt chấp kiếm nhân.
Chấp kiếm nhân nhìn Bát Huyền, muội muốn để hắn trở về ư? Giọng nói rất lạnh lùng. Bát Huyền gật đầu. Ánh mắt chấp kiếm nhân thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, muội có biết hắn là kẻ thù không? Bát Huyền im lặng. Chấp kiếm nhân nhìn chằm chằm Bát Huyền, muội có biết không? Bát Huyền cười khẽ từ kính, đã nhiều năm không gặp mặt, vừa gặp đã phải gay gắt với nhau như thế à? Nét mặt chấp kiếm nhân không chút cảm xúc, bà ta không nói gì, nhưng trên người lại tản ra một khí thế nóng nảy, rõ ràng là bà ta rất tức giận. Bát Huyền nhìn về phía Diệp Quân, người trong cơ thể huynh bây giờ không thể đánh lại Từ Kính, nên lát nữa ta sẽ đưa huynh. Nhưng Diệp Quân lại lắc đầu, ngắt lời Bát Huyền, còn muội thì sao? Bát Huyền nhẹ giọng đáp, ta là người của chân vũ trụ. Diệp Quân nhìn chằm chằm Bát Huyền, thế là hôm nay sau khi chia tay, lần sau gặp lại, chúng ta sẽ là kẻ thù à? Bát Huyền im lặng. Diệp Quân nói chuyện mềm mỏng hơn, Bát Huyền, đi theo ta. Thấy quan hệ của hai người, chấp kiếm nhân lập tức nhíu mày, lúc đầu bà ta còn chưa nghĩ theo hướng khác, vì bà ta cảm thấy đây hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Nhưng bây giờ thấy hai người nắm tay nhau nói chuyện qua lại, bà ta mới phát hiện có điều không đúng. Chấp kiếm nhân nhìn về phía Bát Huyền, muội và hắn. Bát Huyền nhìn về phía chấp kiếm nhân, cười nói, không phải đại tỷ từng nói sao. Nếu gặp được người mình thích thì cứ làm thôi. Diệp Quân. Chấp kiếm nhân nhìn chằm chằm Bát Huyền bằng ánh mắt lạnh như băng, muội biết quan hệ giữa vũ trụ Quan Huyên và chân vũ trụ của chúng ta không? Bát Huyền cười nói, lúc đó không biết, nhưng dù biết ta vẫn sẽ làm thế, thích một người, cần gì phải quan tâm nhiều chuyện như thế. Chấp kiếm nhân nhất thời tức giận chém một kiếm về phía Diệp Quân bên cạnh. Mà lúc này, Bát Huyền chặn trước mặt Diệp Quân, cô ấy đột nhiên đánh ra một quyền. Oanh! Cú đấm này tạo ra quyền mang, chặn lại chiêu kiếm của chấp kiếm nhân. Lúc này, thực lực của Bát Huyền đã có sự thay đổi lớn. Thấy Bát Huyền tự mình ra tay, trong mắt chấp kiếm nhân nhất thời hiện lên sát khí, bà ta xông lên, lại chém ra một kiếm nữa. Mà lúc này, Bát Huyền đột nhiên kéo Diệp Quân ra phía sau đó lại đánh ra một quyền. Cú đấm này mang theo một sức mạnh to lớn, thoáng chốc ngăn cản kiếm của chấp kiếm nhân. Cùng lúc đó, một sức mạnh nhẹ nhàng đưa Diệp Quân sau lưng ra xa nghìn trượng. Thấy cảnh này, nét mặt chấp kiếm nhân kia lập tức trở nên dữ tợn, không ngờ muội lại ra tay với ta vì hắn. Lửa giận ngút trời, kiếm thế mạnh mẽ không ngừng cuộn trào từ trong cơ thể bà ta. Lúc này, toàn bộ thiên địa cũng trở nên hư ảo. Bát Huyền nhìn chấp kiếm nhân, cười nói, đã qua biết bao năm, vậy mà tính tình của tỷ vẫn khó chịu như thế. Chấp kiếm nhân nhìn chằm chằm Bát Huyền, hôm nay muội nhất định muốn bảo vệ hắn à? Bát Huyền nhìn chằm chằm chấp kiếm nhân, Từ Kính, tỷ không giết được hắn đâu. Giọng điệu rất khẳng định. Chấp kiếm nhân nở nụ cười khinh thường, vậy thì thử xem. Dứt lời, bà ta đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu. Mà gần như cùng lúc đó, Bát Huyền cũng biến mất. Một tia quyền mang và kiếm quang nổ tung, oanh! Sau tiếng nổ vang này, Bát Huyền và chấp kiếm nhân tiến vào thời không vô giới, nhưng hai người vừa tiến vào, thời không vô giới kia đã trở nên hư ảo. Dù là thời không vô giới cũng không chịu được sức mạnh đáng sợ của hai người. Rõ ràng là chấp kiếm nhân đang rất tức giận, mỗi một kiếm đều chứa đựng sức mạnh hủy diệt đất trời. Mà lúc này, thực lực của Bát Huyền cũng rất đáng sợ, đối mặt với mũi kiếm vô cùng sắc bén của chấp kiếm nhân, cô ấy lại không hề rơi vào thế yếu. Trận chiến giữa hai cô gái kịch liệt hơn trận chiến của chấp kiếm nhân và thanh đế trước đó rất nhiều. Diệp Quân nhìn thời không tối tăm kia, thầm hỏi, tiền bối, người có quen chân thần không? Người phụ nữ bí ẩn im lặng một lúc mới nói, quen. Diệp Quân híp mắt lại, có thân thiết không? Người phụ nữ đáp, từng ngủ với nhau. Diệp Quân, Tiểu Tháp chợt chen miệng vào, kiểu trong sáng à? Người phụ nữ cất lời, Tiểu Tháp, ta rất muốn đánh ngươi. Tiểu Tháp, người phụ nữ nhỏ giọng nói, ta biết ngươi rất tò mò quan hệ giữa ta và Bát Huyền, cùng với chân thần, nhưng ta không muốn nhắc tới những chuyện trước kia cho lắm. Diệp Quân gật đầu, tiền bối không muốn nói thì ta cũng không ép, nhưng có một chuyện ta muốn hỏi tiền bối, chắc tiền bối cũng biết ân oán giữa vũ trụ Quan Huyên và chân vũ trụ, nhưng tiền bối vẫn đi theo ta.
vậy nghĩa là tiền bối muốn cùng vũ trụ quan huyên chúng ta chống lại chân vũ trụ sao? Một lúc lâu sau đó, người phụ nữ mới nói, chuyện này rất phức tạp, ta cũng không thể nói rõ với ngươi, tóm lại là ta không có ác ý với ngươi và vũ trụ quan huyên, về việc đi theo ngươi là vì nguyên nhân khác. Diệp Quân gật nhẹ đầu, không nói gì nữa. Hắn biết chắc chắn đối phương không có ác ý với hắn và Tiểu Tháp, nếu không, chắc chắn cha đã không cho đối phương ở bên cạnh hắn. Trên đời làm gì có người cha nào hại nhi tử như thế. Hơn nữa, trong thời gian sống cùng tiền bối bí ẩn này, đối phương cũng giúp đỡ hắn rất nhiều, đương nhiên là đối phương không có ác ý. Nhưng hắn lại thấy tò mò về thân phận thật của đối phương. Còn từng ngủ với chân thần. Tiền bối bí ẩn này đúng là không đơn giản. Lúc này, thời không vô giới phía xa đột nhiên rung động dữ dội, chấp kiếm nhân kia lập tức bị đánh lui. Nhưng Bát Huyền cũng bị kiếm thế của chấp kiếm nhân đẩy lùi lại mấy vạn trượng. Bát Huyền cũng không tiếp tục tấn công mà rời khỏi thời không kia, chấp kiếm nhân đi sát theo sau cô ấy. Bát Huyền nhìn chấp kiếm nhân, ta không muốn đánh nhau với tỷ. Chấp kiếm nhân chỉ Diệp Quân phía xa, hôm nay, ta nhất định phải giết hắn. Bát Huyền nhìn chấp kiếm nhân, không được. Sau đó, cô ấy chậm rãi nắm chặt tay. Chấp kiếm nhân đột nhiên chỉ vào cổ họng mình, nhìn kỹ thì thấy, nơi đó có một vết sẹo. Chấp kiếm nhân nhìn Bát Huyền, còn nhớ vết sẹo này không? Năm đó lúc ở thôn Thạch, muội suýt bị người ngoài đánh chết, là ta bảo vệ muội, đỡ một đao cho muội, khiến ta suýt rơi đầu, muội có nhớ không? Bát Huyền im lặng. Chấp kiếm nhân lại nói, trận chiến ở Yêu Thành, muội bị đại yêu đánh trọng thương, ta cõng muội chạy 3 ngày 3 đêm về thôn Thạch, lần đó, hai chân ta phải chặt bỏ, nằm suốt 3 tháng trên giường, suýt thì chết, muội còn nhớ không? Bát Huyền nhìn chấp kiếm nhân, không nói gì. Chấp kiếm nhân đột nhiên chậm rãi đi về phía Bát Huyền, trong trận chiến với tộc Bắc Thiên, muội bị 12 đại đế đỉnh phong bao vây, ta vì cứu muội mà lao vào tộc Bắc Thiên. Trận chiến đó, thân thể ta bị đánh vỡ, linh hồn trọng thương, hôn mê tận 100 năm mới tỉnh lại, muội còn nhớ không? Bát Huyền buông lỏng hai tay, gật đầu, nhớ, ta đều nhớ hết. Chấp kiếm nhân đi tới trước mặt Bát Huyền, bà ta nhìn Bát Huyền trước mặt với nét mặt hơi dữ tợn, trước đây, ta có thể hy sinh mạng sống của mình vì muội, mà bây giờ, muội lại vì một người đàn ông mà không tiếc ra tay với ta. Giỏi, giỏi lắm, đây, muội giết ta đi. Dứt lời, bà ta vung tay áo, kiếm chấp pháp trong tay bay thẳng đến trước mặt Bát Huyền, bà ta nhìn chằm chằm Bát Huyền, hét lên, ra tay đi. Chắc chắn ta sẽ không phản kháng. Bát Huyền nhìn chấp kiếm nhân, cô ấy im lặng một lát, sau đó cầm thanh kiếm chấp pháp này lên, cô ấy nhìn thanh kiếm trong tay một lúc lâu, sau đó cười khẽ từ kính, tỷ đối xử tốt với ta chưa bao giờ quên, trong lòng ta, tỷ vẫn là người thân nhất. Ta vẫn luôn nhớ lúc ở thôn Thạch, chỉ cần có đồ ăn, tỷ cũng cho ta ăn trước. Nói đến đây, cô ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên chân trời, nhẹ giọng nói, khi đó, tuy cuộc sống vất vả, nhưng thật sự rất vui vẻ. Tiếc là không thể nào trở về thôn Thạch được nữa. Nói đến đây, cô ấy đột nhiên cầm kiếm bằng hai tay đâm vào bụng mình. Phập, kiếm chấp pháp xuyên qua bụng cô ấy. Bát Huyền, Diệp Quân trợn to mắt, lập tức xông lên, nhưng khi đến gần chỗ Bát Huyền, cô ấy đột nhiên mở tay phải đánh về phía Diệp Quân. Một sức mạnh đáng sợ lập tức ngăn hắn lại. Bát Huyền nhìn Diệp Quân đang tỏ vẻ sợ hãi trước mắt, cô ấy đột nhiên cười nói, ta chưa từng thích người đàn ông nào, gặp được ngươi, ta rất vui. Nhưng xin lỗi, ta không thể giúp ngươi cùng đánh chân vũ trụ, vì họ đều là người thân nhất của ta, nhưng, ta cũng không thể giúp họ đánh ngươi, vì, ngươi là người ta yêu nhất. Dứt lời, cô ấy chậm rãi ngã xuống, nhẹ giọng nói, thật sự rất muốn ăn cơm ngươi nấu một lần nữa. Nói xong câu đó, hai tay cô ấy chậm rãi buông kiếm chấp pháp ra, sau đó, thân thể và linh hồn cô ấy biến thành một tia sáng rồi biến mất. Hoàn toàn tan biến. Hoàn toàn tan biến. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân như bị sét đánh, đứng hình tại chỗ. Sau khi sức mạnh của Bát Huyền biến mất, hắn lao đến chỗ cô ấy như điên, lúc này thể xác và linh hồn của cô ấy đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại một cái bát lớn. Nhìn cái bát trước mặt, Diệp Quân ngồi phịch xuống đất. Chấp kiếm nhân ở bên cạnh nhìn cái bát đó cũng ngơ ngẩn tại chỗ. Bà ta cũng không ngờ Bát Huyền lại lựa chọn như vậy.
chấp kiếm nhân như người mất hồn, khẽ lẩm bẩm, tại sao, tại sao? Diệp Quân đột nhiên ngồi thẳng dậy, run rẩy nói, tiền bối. Cứu! Không được! Người phụ nữ bí ẩn nhẹ giọng nói, đây là lựa chọn của bản thân cô ấy, không thể cứu được. Diệp Quân vội hỏi tiếp, tháp gia. Tiểu tháp nhẹ nhàng nói, thực lực của cô ấy rất mạnh, bản thân cô ấy đã muốn chết thì người khác không thể cứu được. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Quân bỗng chốc tái nhợt. Nhưng lúc này chấp kiếm nhân đột nhiên nhìn Diệp Quân, vẻ mặt hung ác dữ tợn, đều tại tên chó nhà ngươi. Nói xong bà ta định ra tay. Mà lúc này trước mặt Diệp Quân bỗng xuất hiện một luồng sáng, trong luồng sáng có một người phụ nữ. Chấp kiếm nhân nhìn người phụ nữ trong luồng sáng, hai mắt hơi híp lại, là ngươi. Người phụ nữ trong luồng sáng khẽ nói, Từ Kính, ngươi chẳng thay đổi chút nào cả. Chấp kiếm nhân nắm chặt kiếm chấp pháp trong tay với vẻ mặt dữ tợn, bà ta giận dữ gào thét, ngươi cũng muốn giúp hắn. Người phụ nữ trong luồng sáng khẽ thở dài, không nói gì. Ta biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chấp kiếm nhân đột nhiên trở nên điên cuồng, ta biết dù là Tử Thụ hay là ngươi thì đều vì chuyện thôn thạch năm xưa mà trách đại tỷ, ta cũng trách tỷ ấy. Sau khi xảy ra chuyện đó, ta cũng đánh tỷ ấy, mắng tỷ ấy, nhưng điều này không có nghĩa là các ngươi nên phản bội tỷ ấy, phản bội thôn thạch, phản bội chân vũ trụ. Người phụ nữ trong luồng sáng lắc đầu, Bát Huyền không phản bội chân vũ trụ, cũng không phản bội đại tỷ, ta cũng vậy. Chấp kiếm nhân tức giận chỉ vào Diệp Quân, người biết hắn là ai không? Hắn là vương của vũ trụ Quan Huyên đấy. Người phụ nữ trong luồng sáng hỏi ngược lại, người thật sự cho rằng mình có thể giết được hắn sao? Chấp kiếm nhân hơi nheo mắt, đang định lên tiếng thì người phụ nữ trong luồng sáng đã lại nói, Từ Kính, sau khi ra khỏi thôn thạch, người không phát hiện chúng ta đều dần thay đổi ư? Mặt chấp kiếm nhân không có cảm xúc, ánh mắt bà ta lạnh lùng u ám. Suy cho cùng các ngươi cũng vì chuyện năm đó ở thôn thạch mà bất mãn với đại tỷ, ta cũng bất mãn với chuyện tỷ ấy làm. Nhưng nghĩ lại, nếu chúng ta ở vị trí của tỷ ấy thì sẽ làm gì? Người phụ nữ trong luồng sáng im lặng. Chấp kiếm nhân nhìn người phụ nữ trong luồng sáng, đại tỷ còn lựa chọn nào khác không? Tỷ ấy không có, nếu tỷ ấy làm vậy là vì bản thân thì chắc chắn ta sẽ không ngần ngại mọi giá giết chết tỷ ấy, nhưng tỷ ấy vì mình sao? Tỷ ấy làm vậy là vì giữ cho nhiều người của thôn thạch được sống hơn nữa. Nói rồi bà ta từ từ nhắm mắt lại, là tỷ ấy đã cứu tất cả chúng ta, mà chúng ta lại oán trách tỷ ấy, nhưng tỷ ấy chưa từng nói gì, cũng chưa từng giải thích, chưa bao giờ. Người phụ nữ trong luồng sáng lắc đầu, ta không hận tỷ ấy, ta biết tỷ ấy vì chúng ta, chỉ là ta cảm thấy những gì chúng ta làm sau này là không đúng. Chấp kiếm nhân nhìn người phụ nữ trong luồng sáng. Lạnh lùng nói, nhưng ta thấy rất đúng. Thế đạo này không có thực lực mạnh mẽ thì sẽ bị ức hiếp, giống như khi chúng ta ở thôn thạch vậy. Năm xưa chiến đấu với tộc Bắc Thiên, nếu bên thua là chúng ta, người đoán xem người của chúng ta sẽ bị đối xử như thế nào. Người phụ nữ trong luồng sáng im lặng. Chấp kiếm nhân lại nói, khi chiến đấu cùng thần đạo, nếu chúng ta thua thì chúng ta sẽ thế nào? Còn cả trận chiến với Thanh Đế, trận chiến với Bản Vũ Giới. Với vũ trụ kiếp nữa. Người phụ nữ trong luồng sáng chợt nói, nhưng ngươi không thấy là những chuyện chúng ta làm sau này giống như lũ đại yêu đối xử với chúng ta năm đó sao? Quân Viễn Trinh đi qua nơi nào, nơi đó một ngọn cỏ cũng chẳng còn. Nói rồi bà ta khẽ lắc đầu, chúng ta từng cảm thấy vận mệnh không công bằng, chúng ta phẫn nộ, nhưng sau này chúng ta phát hiện chúng ta phẫn nộ không phải vì không công bằng, mà là chúng ta ở vị trí bất lợi trong sự không công bằng. Không phải chúng ta muốn xóa bỏ sự bất công mà là muốn đặt mình vào vị trí có lợi trong sự bất công đó, rồi lại đi đối xử bất công với người khác. Nói đến đây, bà ta cười nhẹ, ở trên ta, chúng sinh bình đẳng, ở dưới ta, xử phạt theo thứ bậc. Thiếu niên giết rồng có thể mục đích cuối cùng của cậu không phải giết rồng, mà là sau khi giết rồng rồi thì sẽ trở thành con rồng đó. Chấp kiếm nhân nhìn người phụ nữ trong luồng sáng, điều này thì có gì sai? Thế đạo này vốn là như vậy, kẻ mạnh làm vua, nếu chúng ta yếu thì phe bị ức hiếp bây giờ là chân vũ trụ của chúng ta. Khi ấy chẳng lẽ kẻ thù của ngươi lại đến nói lý lẽ với ngươi? Đừng ngây thơ nữa được không? Người phụ nữ trong luồng sáng khẽ gật đầu, ta chưa bao giờ nói là ngươi và đại tỷ làm sai,
ta chỉ không muốn dẫn dắt quân đội của chân vũ trụ tàn sát khắp nơi nữa, vậy thôi. Chấp kiếm nhân nhìn chằm chằm người phụ nữ trong luồng sáng, có phải ngươi cũng đã ngủ với cậu nam nhân này rồi không? Tiểu tháp, người phụ nữ trong luồng sáng tức giận quát, con mẹ nó chứ, ngươi có biết nói chuyện không thế? Nói xong bà ta vung tay áo, một luồng sáng bắn về phía chấp kiếm nhân. Chấp kiếm nhân giơ tay lên chém xuống một kiếm. Phập, luồng sáng đó lập tức vỡ tan. Chấp kiếm nhân nhìn người phụ nữ nổi giận đùng đùng, khinh thường nói, tử thụ thẳng thắn hơn ngươi nhiều, ngủ là ngủ, có gì không thể nói đâu. Người phụ nữ trong luồng sáng trầm giọng, có ngủ hay không thì liên quan gì đến ngươi. Chấp kiếm nhân lạnh lùng nhìn người phụ nữ trong luồng sáng, sau đó nhìn Diệp Quân, ánh mắt bà ta lạnh lùng, trong mắt có vẻ khinh bỉ, ngươi không xứng với Bát Huyền và nàng, nếu không phải ngươi tốt số thì ngươi chẳng là cái gì hết. Bà ta quay người rời đi. Lúc này Diệp Quân bỗng nói, chờ một chút. Chấp kiếm nhân dừng bước, quay lại nhìn Diệp Quân, hắn nhìn thẳng vào bà ta nói, ba năm, cho ta ba năm, ta nhất định sẽ đánh bại được bà. Chấp kiếm nhân khinh khỉnh nói, cho ngươi 300 năm. Diệp Quân giơ một ngón tay lên, một năm, chỉ một năm thôi. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân, không lên tiếng, ta thay mặt cả nhà ta. Diệp Quân nhìn chấp kiếm nhân, một năm sau, nếu ta đánh bại được bà thì ta muốn bà quỳ xuống xin lỗi ta, nói, Diệp Quân ca ca, ta sai rồi, ta mắt chó coi thường người khác. Nếu ta không làm được thì ta sẽ quỳ xuống xin lỗi bà, đồng thời thừa nhận bà nói không sai, ta đúng là kẻ vô dụng. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân một lúc, ta cho ngươi 100 năm. Diệp Quân đi tới trước mặt chấp kiếm nhân, chỉ một năm thôi. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân một lúc lâu mới nói, được, một năm sau, ta chờ ngươi. Nói xong bà ta quay người bỏ đi. Người phụ nữ trong luồng sáng bỗng lên tiếng, vũ trụ kiếp hiện tại. Chấp kiếm nhân không ngoảnh đầu lại, không làm phiền đến các ngươi, sống cuộc sống phong lưu cho thoải mái đi. Nói xong bà ta đã biến mất ở cuối bầu trời. Người phụ nữ trong luồng sáng im lặng. Lúc này, Diệp Quân nói, tiền bối, Bát Huyền vẫn chưa thực sự chết đúng không? Người phụ nữ bí ẩn nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nhìn người phụ nữ bí ẩn, chờ đợi câu trả lời. Một lúc sau, người phụ nữ bí ẩn khẽ gật đầu. Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm, hắn biết quan hệ của Bát Huyền với hai người phụ nữ này rất bình thường. Mà sau khi Bát Huyền chết, hai người phụ nữ này không đau buồn mà còn thốt ra những lời hung ác tàn bạo này. Vì vậy hắn đoán rằng có thể Bát Huyền vẫn còn sống. Bây giờ nghe người phụ nữ bí ẩn nói, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này người phụ nữ bí ẩn lại nói, nhưng có thể cô ấy. Diệp Quân nhìn người phụ nữ bí ẩn, trong lòng dâng lên chút bất an, có thể làm sao? Người phụ nữ bí ẩn nhẹ giọng nói, cô ấy mở một con đường riêng bên ngoài 3.000 đại đạo, con đường ấy là đường vong ngã, nói cách khác khi ngươi gặp lại cô ấy thì có thể cô ấy đã không còn nhớ ngươi nữa. Diệp Quân cứng đờ người. Người phụ nữ bí ẩn khẽ thở dài, không nói gì nữa. Lúc này Diệp Quân chợt hỏi, vì sao cô ấy có thể nhớ lại ký ức kiếp này thế? Người phụ nữ bí ẩn đáp, vì ngươi. Diệp Quân cau mày, vì ta ư. Người phụ nữ bí ẩn khẽ nói, đúng thế, vì cô ấy thích ngươi, trong lòng có niềm nhung nhớ nên từ từ nhớ lại chuyện quá khứ. Khi ngươi gặp lại cô ấy, trừ khi ngươi khiến cô ấy thích ngươi lại lần nữa, nếu không. Nói đến đây, bà ấy không nói tiếp nữa. Diệp Quân khẽ nói, tiền bối, ta phải đi đâu để tìm cô ấy? Người phụ nữ bí ẩn nói, không biết. Diệp Quân nhìn bà ấy lắc đầu, không thể xác định được. Diệp Quân trầm mặc, hai tay chậm chậm siết chặt. Lúc này tiểu tháp bỗng nói, có lẽ có một người biết. Diệp Quân vội hỏi, ai? Tiểu tháp trầm giọng nói, chủ nhân bút đại đạo. Nghe vậy, Diệp Quân hơi nghi hoặc, chủ nhân bút đại đạo. Tiểu tháp đáp, đúng. Diệp Quân vô thức nói, bảo ông ta tới gặp ta đi. Tiểu tháp do dự rồi bảo, có lẽ chủ nhân bút đại đạo sẽ không dây dưa với người đâu. Diệp Quân suy nghĩ rồi đáp, vậy ta đi gặp ông ta. Tiểu tháp im lặng. Diệp Quân nhíu mày, sao thế? Tiểu tháp nói, ta có thể nói thật không? Diệp Quân, nói đi. Tiểu tháp, chủ nhân bút đại đạo rất lợi hại, ngươi nhìn thấy Bát Huyền và chấp kiếm nhân rồi đúng không?
hai người họ rất lợi hại, nhưng ta có thể nói với ngươi rằng họ đều không phải đối thủ của chủ nhân bút đại đạo. Vậy nên, ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Quân bình tĩnh nói, ta thay mặt cả nhà ta đi gặp ông ta, có vấn đề gì không? Tiểu Tháp cạn lời. Nếu ngươi muốn thay mặt thì đúng là không có vấn đề gì. Diệp Quân nhắm mắt lại, ta biết là rất khó, nhưng ta vẫn muốn gặp cô ấy. Người phụ nữ bí ẩn nói, vậy đến thần đạo giới đi, chủ nhân bút đại đạo ở đó. Diệp Quân cau mày, thần đạo giới. Người phụ nữ bí ẩn nhẹ giọng nói, nhánh thần đạo vô cùng huy hoàng khi xưa chính là ở thần đạo giới, nhưng sau trận chiến năm đó, nơi ấy đã bị chân vũ trụ phong tỏa, đến đó có lẽ có thể gặp được ông ta. Diệp Quân suy nghĩ rồi gật đầu, mời tiền bối dẫn đường. Người phụ nữ bí ẩn đang định đưa Diệp Quân đi thì lúc này thời không trước mặt hắn chợt tách ra, tiếp đó một nhóm cường giả cùng đi ra. Một ông lão đi đầu bước tới trước mặt Diệp Quân, chắp tay nói, Diệp công tử, tại hạ là tộc trưởng Lăng tộc, mong Diệp công tử dừng bước. Diệp Quân nhìn ông lão, tiền bối có chuyện gì sao? Bởi vì thanh đế nên hắn vẫn có ấn tượng tốt với người nơi này. Tộc trưởng Lăng tộc khẽ gật đầu, sau đó nói, vừa nãy Diệp công tử có lấy được cây thần tự nhiên không? Diệp Quân gật đầu, có. Tộc trưởng Lăng tộc nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, cây thần tự nhiên là cây thần của vũ trụ vô gian ta, cũng là cây tín ngưỡng của trăm vạn gia tộc ta. Nó không chỉ là của thanh đế mà còn là của chúng ta, vậy nên. Diệp Quân nhìn tộc trưởng Lăng tộc, là tín ngưỡng của các ông. Tộc trưởng Lăng tộc vội gật đầu, vậy nên, Diệp công tử, cậu hiểu ý lão già này mà đúng không? Diệp Quân bình tĩnh nói, hiểu, là tín ngưỡng của các ông mà. Chuyện tốt, tín ngưỡng của các ông là cây thần tự nhiên, mà bây giờ cây thần tự nhiên đang ở trong cơ thể ta, vậy nên sau này các ông có thể tín ngưỡng ta không ngại đâu. Vẻ mặt các cường giả cứng đờ. Sao Diệp Quân có thể không đoán ra suy nghĩ của đám người này được chứ? Muốn lấy lại cây thần tự nhiên sao? Sao có thể? Đây là đồ thanh đế cho hắn chứ đâu phải đồ của những gia tộc này cho hắn đâu. Thiện cảm vừa nãy đã tan biến không còn lại chút nào. Nghe Diệp Quân nói vậy, sắc mặt của tộc trưởng Lăng tộc chợt trầm xuống, ông ta biết Diệp công tử này đang giả ngốc. Sắc mặt của cường giả tới từ những gia tộc còn lại cũng trở nên nặng nề, rõ ràng vị Diệp công tử tới từ vũ trụ quan huyên này không muốn trả lại cây thần tự nhiên này. Bỗng chốc, ánh mắt của những cường giả kia cũng khó chịu hẳn. Nhìn thấy vậy, vẻ mặt của Diệp Quân cũng rất thản nhiên. Đương nhiên hắn không sợ người ta động tay động chân, chỉ cần có một người dám ra tay thì hắn sẽ không do dự đổ sát tất cả người ở đây. Hắn nể mặt thanh đế chứ không nể mặt đám người này. Lui xuống. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía bên cạnh. Mọi người đều nhìn về hướng giọng nói phát ra, thấy gần đó có một chàng thiếu niên áo trắng bước tới. Nhìn thấy chàng thiếu niên áo trắng này, các cường giả đều ngẩn ra. Hậu nhân của thanh đế tộc. Đương nhiên thanh đế cũng có hậu nhân, thanh đế tộc hiện nay tuy không huy hoàng như xưa, nhưng cũng được xem như là gia tộc nổi trội trong trăm vạn gia tộc. Mà bấy giờ, các cường giả đều nhìn chàng thiếu niên áo trắng này với vẻ mặt kỳ quái. Vì sao? Chàng thiếu niên áo trắng này là hậu nhân của thanh đế đấy. Ấy vậy mà thanh đế không giao truyền thừa của mình lại cho tộc thanh đế mà lại giao cho một người ngoài, thế là vả thẳng vào mặt tộc thanh đế rồi. Sau lưng thiếu niên áo trắng còn có nhiều cường giả của tộc thanh đế, sắc mặt bọn họ lúc này đều cực kỳ khó coi. Truyền thừa thanh đế. Bọn họ đợi bao nhiêu năm qua mà nay tiên tổ nhà mình lại truyền lại cho một người ngoài. Bọn họ khó mà chấp nhận được điều này. Thế nên, lúc nhìn Diệp Quân, vẻ mặt của bọn họ càng khó chịu, không hề che giấu ý thù địch. Thiếu niên áo trắng bước về phía Diệp Quân, ôm quyền, Diệp công tử, tại hạ là Thanh Việt tộc trưởng của tộc Thanh Đế hiện nay. Tộc Thanh Đế. Diệp Quân im lặng nhìn Thanh Việt, lòng thầm kinh ngạc, chàng thiếu niên trước mặt này lại là một vị cường giả cảnh giới thần đế. Thanh Việt cười nói, đã nghe danh Diệp công tử từ lâu, hôm nay gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Đoạn. Y dừng một lát rồi nói tiếp, Diệp công tử, cây thần tự nhiên này là cây tổ của vũ trụ vô gian nhưng nó không thuộc về trăm vạn gia tộc ở vũ trụ vô gian, nó có sự lựa chọn riêng của mình, nó không phản kháng Diệp công tử chứng minh nó đã chọn Diệp công tử, thế nên tộc thanh đế ta không có bất cứ suy nghĩ nào khác.
Nghe Thanh Việt nói vậy, Diệp Quân thấy khá bất ngờ. Còn sắc mặt của cường giả trăm vạn gia tộc kia lại trở nên khó coi. Cường giả của tộc Thanh Đế sau lưng Thanh Việt cũng hơi khó tin, bọn họ cho rằng tộc trưởng nhà mình phải dốc sức giành lại cây thần tự nhiên mới đúng. Giờ thế này là sao? Thanh Việt lại nói, Diệp công tử, qua thời gian nữa ta muốn tới Quan Huyên thăm hỏi, không biết được không? Diệp Quân cười đáp, đương nhiên là được rồi. Thanh Việt, vậy đến lúc đó làm phiền rồi. Diệp Quân khẽ gật đầu, vũ trụ Quan Huyên luôn hoan nghênh tộc trưởng Thanh Việt. Thanh Việt hỏi, nếu Diệp công tử không bận thì đến Thanh Đế giới. Diệp Quân lại lắc đầu cười, ta vẫn còn một số việc gấp nên hôm nay không làm phiền nữa, khi khác ta sẽ tới chào hỏi. Thanh Việt cũng không miễn cưỡng, cười nói, luôn hoan nghênh. Diệp Quân ôm quyền, cáo từ. Nói xong hắn quay người ngự kiếm biến mất trên bầu trời. Thanh Việt nhìn lên trời, trầm tư. Một lát sau, Thanh Việt nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, y dẫn cường giả của Thanh Đế tộc quay người rời đi. Sắc mặt của cường giả những gia tộc còn lại đều hơi nặng nề, đương nhiên bọn họ cũng muốn cướp, nhưng không dám. Đây là ai? Là người của vũ trụ Quan Huyên. Là sự tồn tại khủng bố đã đối đầu với chân vũ trụ từ 3.000 vạn năm trước. Đặc biệt là cách đây không lâu, Diệp Quân còn đánh vào chân vũ trụ, giết vô số thiên tài của chân vũ trụ xong vẫn an toàn rời đi. Cướp á? Bọn họ không có gan đó. Sau khi đi xa khỏi đám cường giả những tộc kia, đại trưởng lão của tộc Thanh Đế bỗng bước tới, trầm giọng nói, Thanh Việt, sao lại nhường cây thần tự nhiên đó đi? Những trưởng lão còn lại cũng khó hiểu nhìn Thanh Việt, ánh mắt hiện rõ sự bất mãn. Thanh Việt dừng bước, các vị trưởng lão, các vị nghĩ tiên tổ là người như thế nào? Đại trưởng lão lập tức nói, đương nhiên là vạn cổ vô song. Nói đến đây, ông ta nhíu mày, tộc trưởng định nói gì? Thanh Việt trầm giọng nói, đại trưởng lão, vũ trụ vô gian bây giờ đã không giống như xưa, tộc Thanh Đế không còn là tộc Thanh Đế vô địch của khi ấy. Nếu ta đoán không nhầm thì có hai nguyên nhân khiến tiên tổ không để lại truyền thừa và cây thần tự nhiên cho tộc ta. Một là tộc Thanh Đế hiện nay không bảo vệ được truyền thừa và cây thần tự nhiên. Nói rồi y nhìn các trưởng lão, mọi người nghĩ mà xem, nếu có được truyền thừa của tiên tổ và cây thần tự nhiên thì trăm vạn gia tộc sẽ làm thế nào? Nghe hỏi vậy, sắc mặt của các trưởng lão trở nên khó coi. Chắc chắn là nhăm nhe nhòm ngó rồi. Tộc Thanh Đế hiện nay đã không còn là tộc Thanh Đế vô địch nữa, nếu có truyền thừa của Thanh Đế và cây thần tự nhiên thì sẽ bị trăm vạn tộc nhòm ngó, sau đó sẽ rước đại họa. Nghĩ đến đây, sắc mặt của các trưởng lão trở nên phức tạp. Thanh Việt lại nói, thật ra trăm vạn gia tộc cũng còn dễ đối phó, sợ nhất là thu hút những thế lực khác ngấp nghé, ví như tộc Bàn Võ, và cả tộc Bác Thiên kia nữa. Cây thần tự nhiên quá quý giá, công hiệu nghịch thiên. Hai thế lực này ao ước từ lâu, thế nên ngày chúng ta có được cây thần tự nhiên thì cũng là ngày rước đại họa. Nói rồi y ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ nói, nếu như trước đây, ý chí của tiên tổ vẫn còn, có lẽ bọn họ sẽ kiêng dè một chút, nhưng bây giờ, ý chí của tiên tổ đã không còn, bọn họ cũng sẽ không còn kiêng dè gì nữa. Đại trưởng lão thở dài, không nói gì. Thanh Việt cười nói, tiên tổ giao truyền thừa và cây thần tự nhiên cho Diệp công tử chắc chắn là đang giúp Thanh Đế tộc ta vũ trụ vô gian kết một mối thiện duyên. Tầm nhìn của trăm vạn gia tộc hạn hẹp, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không biết rằng cái đáng quý nhất chính là mối thiện duyên với Diệp công tử. Có mối thiện duyên này, nếu chúng ta gặp khó khăn, Diệp công tử và vũ trụ Quan Huyên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe lời phân tích của Thanh Việt, các trưởng lão đều gật gù, hài lòng nhìn Thanh Việt. Chẳng trách khi xưa lão tổ đã bỏ qua thế hệ chỉ định Thanh Việt làm tộc trưởng. Thanh Việt lại nói, trăm vạn tộc ngấp nghé truyền thừa và cây thần tự nhiên của Diệp công tử, không cần mối thiện duyên với Diệp công tử, nhưng chúng ta thì không được như vậy, nếu không, chúng ta không những mất đi truyền thừa và thần vật, mà còn mất đi một mối thiện duyên. Đến lúc đó, chúng ta thật sự đã lãng phí mất tấm lòng của tiên tổ. Y vừa dứt lời, thời không xung quanh bỗng khẽ rung lên, sau đó vô số điểm sáng màu xanh lục xuất hiện rồi chậm rãi bay về phía Thanh Việt. Truyền thừa của Thanh Đế. Nhìn thấy cảnh này, tất cả cường giả của tộc Thanh Đế đều thấy phấn khích. Thì ra tiên tổ vẫn còn giữ lại một phần truyền thừa ở đây.
cảm nhận vô số điểm sáng màu xanh lục đang thẩm thấu vào cơ thể mình, Thanh Việt chậm rãi siết hai tay lại. Bây giờ chính y cũng cảm thấy kích động. Tuy y hiểu tất cả đạo lý nhưng tiên tổ giao truyền thừa và cây thần tự nhiên cho người ngoài, lòng y cũng thấy khó chịu lắm, nhưng y hiểu rõ ý tốt của tiên tổ, người muốn tốt cho tộc Thanh Đế. Có trách, chỉ có thể trách mình chưa đủ giỏi, chưa đủ xuất sắc. Mà bây giờ, khi nhận được phần truyền thừa này, niềm vui và sự phấn khích của y đa phần là vì được tiên tổ công nhận. Nếu con cháu bất tài, sống cuộc đời bình thường là phúc. Nếu không, chắc chắn sẽ gây đại họa. Nếu con cháu có năng lực, có trí tuệ, đương nhiên phải giúp nó một tay. Sau khi Diệp Quân rời khỏi vũ trụ vô gian, được người phụ nữ bí ẩn chỉ dẫn, hắn lên đường tới thần đạo. Trong thông đạo dịch chuyển, Diệp Quân trầm lặng không nói gì. Chuyện xảy ra trong hai ngày qua khiến lòng hắn ngổn ngang. Bát Huyền là thần linh. Người phụ nữ bí ẩn cũng là thần linh. May là Tháp Gia không phải là thần linh, nếu không hắn sẽ nghi ngờ có phải mình cũng là thần linh luôn không. Từ cuộc nói chuyện giữa người phụ nữ bí ẩn, Bát Huyền và Chấp Kiếm Nhân, hắn đã đúc kết ra được một điều, đó là chân thần của chân vũ trụ đã từng làm một việc gì đó, sau đó khiến nội bộ của bọn họ phân chia và mâu thuẫn. Thế là người phụ nữ bí ẩn và Bát Huyền đã rời khỏi chân vũ trụ. Nhưng có thể nhìn ra được, người phụ nữ bí ẩn và Bát Huyền vẫn còn tình cảm với chân vũ trụ, đặc biệt là đối với vị chân thần trong truyền thuyết kia. Nghĩ đến đây, Diệp Quân bỗng hỏi, tiền bối, người và nhóm chân thần đều tới từ thôn thạch gì gì đó à? Người phụ nữ bí ẩn, Diệp Quân tò mò, mọi người đều là chị em ruột sao? Người phụ nữ bí ẩn khẽ đáp. Bọn ta không phải là chị em ruột nhưng tình cảm còn thân hơn cả ruột thịt. Diệp Quân im lặng một lát rồi hỏi, có thể tâm sự không ạ? Một lúc sau, người phụ nữ bí ẩn nói, rất lâu trước đây, ở thôn Thạch, ta, Chấp Kiếm Nhân, Bát Huyền và chân thần đều là cô nhi, cha mẹ bọn ta đều hy sinh trong lúc chiến đấu với đại yêu, từ đó về sau bốn tỷ muội ta sống nương tựa lẫn nhau. Chân thần là đại tỷ, ta là nhị tỷ, Chấp Kiếm Nhân là tam tỷ. Bát Huyền nhỏ nhất. Nhưng Bát Huyền lại có thiên phú cực kỳ cao, chỉ thua mình đại tỷ, cũng là người duy nhất trong giai đoạn đầu có thể theo kịp bước đại tỷ. Diệp Quân hỏi, sau đó thì sao? Người phụ nữ bí ẩn, để bảo vệ thôn thạch, bốn tỷ muội bọn ta đều liều mạng tu luyện, nhưng trong trận chiến cuối cùng giữa thôn thạch với đại yêu. Nói đến đây, bà ấy không tiếp tục nói nữa. Diệp Quân hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ bí ẩn im lặng không nói tiếp. Tuy trong lòng Diệp Quân cảm thấy tò mò nhưng cũng không hỏi gì thêm. Người phụ nữ bí ẩn bỗng nói, từ trước đến nay ở vũ trụ này, chẳng có ai là tốt hoặc xấu hoàn toàn, thật ra ai cũng vì lợi ích của chính mình hoặc của thực lực sau lưng mình. Nhóc con, tuy ngươi có huyết mạch phong ma nhưng tâm tính vẫn lương thiện, bây giờ ngươi lại nắm trong tay vũ khí lợi hại là vũ trụ quan huyên nên sau này làm việc nhất định phải thận trọng. Vì mỗi lời nói và hành động của ngươi có thể quyết định sự sống cái chết của vô số sinh linh. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Nắm trong tay quyền thế là một vũ khí sắc bén, có thể khiến sát tâm trỗi dậy. Đương nhiên, Diệp Quân hắn không phải là kẻ quái dị, đối với hắn, ta không gây chuyện, không ức hiếp người khác nhưng ngươi cũng không được ức hiếp ta, nếu không, ta sẽ cho ngươi thấy bảo kiếm của ta lợi hại đến nhường nào. Rất nhanh. Diệp Quân đã xuyên qua một màn sáng, tới trên một hòn đảo biệt lập, xung quanh là biển cả vô biên. Diệp Quân nhìn quanh bốn phía, khẽ nói, chủ nhân bút đại đạo lại sống trên biển ạ. Tiểu Tháp, vì ông ta thích nước. Người phụ nữ bí ẩn. Thích nước. Nghe Tiểu Tháp nói vậy, Diệp Quân hơi ngẩn người ra, sau đó lại lắc đầu cười, chủ nhân bút đại đạo thích nước. Hình như câu nói của Tháp gia có ẩn ý nào khác. Nhưng Diệp Quân không nghĩ nhiều, hắn nhìn phía xa, trước mặt hắn là một rừng cây hồ lô, cây nào cây nấy sai chiếu quả, cực kỳ đồ sộ. Mấy nghìn trượng sau mảnh rừng hồ lô này là một ngọn núi cao vạn trượng, mây mù che đỉnh, hùng vĩ vô cùng, trong tầng mây lưng chừng núi lờ mờ bóng dáng một tòa đại điện cổ kính và tráng lệ. Diệp Quân biết, chắc đây chính là thần đạo điện. Diệp Quân chậm rãi bước về phía đại điện, hắn nhìn quanh bốn phía. Chẳng tìm ra chút khí tức nào cả, nhưng hắn vẫn không dám lơ là cảnh giác. Hắn thầm hỏi, tiền bối, có nguy hiểm không ạ? Người phụ nữ bí ẩn, chẳng có gì nguy hiểm đâu.
Diệp Quân khẽ gật đầu rồi bước nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã xuyên qua mảnh rừng hồ lô tới trước đại điện. Đại điện này rất cổ kính, trải qua năm tháng rằng giặc, bây giờ đã không còn nhìn thấy được diện mạo ban đầu của nó rồi. Vạn vật thế giới đều là hạt cát bé nhỏ trong dòng thời gian vô tận. Cỏ dại mọc tùm, yên tĩnh, hoang vắng. Diệp Quân nhìn chính diện của đại điện, lờ mờ thấy vài chữ trên đó. Thần đạo. Diệp Quân khẽ nói, hoang vu quá. Người phụ nữ bí ẩn, đó là bây giờ thôi, người không biết lúc thần đạo ở thời kỳ đỉnh cao huy hoàng đến cỡ nào đâu, còn huy hoàng hơn cả chân vũ trụ hiện nay nữa. Lúc đó, bọn họ thống trị tất cả vũ trụ, hơn nữa, chủ nhân bút đại đạo còn dùng đại đạo làm cơ sở để không ngừng mở rộng biên giới vũ trụ, phát triển khai phá ra bên ngoài, vũ trụ quan huyên của các ngươi chính là một trong những vũ trụ mà ông ta đã tìm ra. Diệp Quân nhíu mày, vũ trụ quan huyên là do ông ta phát hiện ra ạ. Người phụ nữ bí ẩn, đúng vậy, nhưng sau khi trở về từ vũ trụ quan huyên, ông ta trở nên rất kín tiếng, hơn nữa hình như ông ta đã bị thương. Diệp Quân kinh ngạc, bị thương sao? Người phụ nữ bí ẩn, đúng vậy, lúc đại chiến với đại tỷ đã nói một câu là ông ta đã bị thương, đại tỷ không muốn đục nước béo cò, nên không tiếp tục đuổi đánh ông ta nữa. Diệp Quân trầm giọng nói, sau đó thần đạo bị chân vũ trụ lật đổ ạ. Người phụ nữ bí ẩn, lúc đó chưa phải là chân vũ trụ, chỉ là thôn thạch thôi. Thôn thạch. Diệp Quân khẽ nói, chắc trận chiến đó rất kịch liệt nhỉ. Người phụ nữ bí ẩn, kịch liệt đến độ ngươi không thể tưởng tượng ra được. Trận chiến đó, thần đạo bị đánh tơi bời, chủ nhân bút đại đạo bị đuổi ra khỏi chân vũ trụ, bút vận bị trấn áp, không thể nào bước vào chân vũ trụ được nữa. Ngoài ra, rất nhiều cường giả dưới trướng thần đạo, người chết kẻ bị trấn áp, hiện nay, chư thiên vạn giới và các vũ trụ lớn đều rất xa lạ với thần đạo. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn cũng rất xa lạ với thần đạo, à không đúng, trước đây, dường như hắn chưa nghe tới thần đạo bao giờ. Lúc nói chuyện, Diệp Quân đã tới trước cửa đại điện, bước vào trong điện thấy nó đã bị tháng năm ăn mòn loang lổ, không khí xung quanh tràn ngập mùi cũ kỹ. Diệp Quân thở dài, sau huy hoàng là tàn lụi. Đoạn, hắn đi vào trong đại điện, chân vừa bước vào trong bụi đã bay mù mịt. Diệp Quân phất tay, bụi bặm trong đại điện đã bị quét đi sạch sẽ. Diệp Quân nhìn đại điện trước mặt, ở đó có hai pho tượng bên trái cầm một cây bút, hắn từng nhìn thấy cây bút này, chính là bút đại đạo mà tỷ tỷ dùng trước đó. Rõ ràng, pho tượng này chính là chủ nhân bút đại đạo trong truyền thuyết. Ở phía bên phải chủ nhân bút đại đạo còn có một pho tượng nữ, người phụ nữ này đang mỉm cười nho nhã, tay cầm một quyển sách cổ. Mà lúc này, hai pho tượng đều phủ đầy mạng nhện và bụi bặm. Diệp Quân khẽ phất tay phải, mạng nhện và bụi bặm trên hai pho tượng đều biến mất. Diệp Quân nhìn pho tượng của chủ nhân bút đại đạo, khẽ hỏi, tiền bối, làm sao mới có thể khiến ông ta xuất hiện? Người phụ nữ bí ẩn, không biết. Diệp Quân ngơ ra. Người phụ nữ bí ẩn, ta với ông ta không thân cho lắm. Diệp Quân đen mặt, sau đó hỏi, tháp gia. Tiểu tháp trầm mặc một lát rồi nói, ta với ông ta, cũng không thân lắm. Diệp Quân chợt thấy cạn lời. Hai người chơi ta đấy à? Tiểu tháp, ngươi có thể nói chuyện với ông ta thử. Diệp Quân nhíu mày, nói gì? Tiểu tháp, gì cũng được. Diệp Quân đực mặt ra đó. Ta với ông ta cũng không thân cho lắm mà. Tiểu tháp, nghĩ tới bát huyền cô nương đi. Bát huyền. Sau một thoáng im lặng, Diệp Quân đi tới trước mặt chủ nhân bút đại đạo, hắn ngẩng đầu nhìn pho tượng, tiền bối, chúng ta nói chuyện chút nhé. Pho tượng không có phản ứng gì. Diệp Quân suy nghĩ rồi lấy tiểu tháp ra, các hạ không nể mặt ta cũng được, nhưng chắc phải nể mặt tháp ra của ta chứ nhỉ. Tiểu tháp lập tức hóa thành một tia kim quang chui tọt vào người Diệp Quân. Diệp Quân sững người. Tiểu tháp trầm giọng nói, ngươi phải tự dựa vào chính mình, không được dùng đến tiếng tăm của ta, biết chưa? Thế này là một ân tình rồi, ta không muốn nợ chủ nhân bút đại đạo một ân tình nào cả. Diệp Quân nín thinh, tiếng tăm khỉ họ. Trực giác mách bảo hắn rằng tháp gia chẳng có chút tiếng tăm nào trước mặt chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân lắc đầu thở dài. Sau đó ngẩng đầu nhìn pho tượng chủ nhân bút đại đạo, hắn trầm mặc một lúc lâu rồi lấy kiếm hành đạo ra. Tháp gia không có tiếng tăm thì chỉ đành nhờ vào cô thôi.
Nếu ông ta còn không nể mặt cô thì hắn đành rời khỏi đây. Kiếm hành đạo vừa xuất hiện, pho tượng kia đã rung lên một cái nhẹ nhẹ rồi một ảo ảnh chậm rãi bay ra. Diệp Quân im lặng. Vẫn là cô lợi hại. Ảo ảnh rất mờ ảo, không chân thực chút nào. Diệp Quân ôm quyền, chào tiền bối. Ảo ảnh khẽ cười, dần dần ngưng kết thành một người đàn ông. Ông ta nhìn Diệp Quân rồi đi ra ngoài, theo ta. Diệp Quân gật đầu, đi theo ông ta. Người đàn ông ra khỏi đại điện, nhìn mọi thứ trước mặt với ánh mắt phức tạp, trước đây nơi này từng rất nhộn nhịp. Mà nay lại hoang vu đến thế này. Diệp Quân nhìn người đàn ông với đôi mắt tò mò. Chủ nhân bút đại đạo. Hắn biết, ở vũ trụ Quan Huyên, người được chủ nhân bút đại đạo chọn chúng chính là người mang thiên mệnh. Số mệnh đại đạo. Trước đây mọi người cho rằng Lục Thiên là người mang thiên mệnh vì bọn họ tưởng Lục Thiên là người được chủ nhân bút đại đạo chọn chúng. Lúc này, người đàn ông bỗng cười hỏi, tìm ta có chuyện gì? Diệp Quân gật đầu, kể chuyện của Bát Huyền gia. Nghe Diệp Quân kể xong, người đàn ông không nói gì cả, chỉ chậm rãi đi về phía gần đó. Diệp Quân chần chừ rồi cũng theo sau. Trên đường đi, người đàn ông bỗng nói, ta cũng không thể thay cậu tìm Bát Huyền cô nương kia được. Diệp Quân nhíu mày. Người đàn ông giải thích, 3000 đại đạo thuộc về quyền quản lý của ta, nhưng cô ấy tự mở một đại đạo bên ngoài, đạo đó không thuộc ta quản lý, thế nên ta không thể tìm thấy cô ấy được. Diệp Quân trầm mặc, hai tay siết chặt lại. Người đàn ông lại nói, nhưng mà... Diệp Quân ngẩng phát đầu nhìn người đàn ông ta cười nói, nếu cậu có kính tuế nguyệt thì có thể tìm được cô ấy. Diệp Quân nhíu mày, kính tuế nguyệt. Người đàn ông gật đầu, đúng vậy, kính này có thể chiếu qua 5 tháng, sở hữu sức mạnh tuế nguyệt mạnh nhất thế giới. Diệp Quân hỏi, kính tuế nguyệt ở đâu ạ? Người đàn ông, ở tuế nguyệt giới, nếu cậu muốn lấy kính này phải nhanh chân lên, không chỉ mình cậu muốn lấy được nó đâu. Diệp Quân ôm quyền, đa tạ tiền bối. Nói xong hắn lập tức quay người đi. Mà lúc này, người đàn ông bỗng gọi, đợi đã. Diệp Quân dừng bước, quay lại nhìn người đàn ông ta nhìn Diệp Quân, cẩn thận chút. Diệp Quân hơi ngẩn người, sao ạ? Người đàn ông chỉ cười mà không nói gì thêm, dần dần mờ ảo. Diệp Quân nhìn người đàn ông, nghe nói tiền bối có thể thao túng vận mệnh của chúng sinh, phải vậy không ạ? Người đàn ông cười ha hả, là người phụ nữ trong cơ thể cậu nói với cậu như vậy đúng không? Diệp Quân không đáp lời. Người đàn ông cười nói, thế giới này phức tạp lắm, không đứng cùng lập trường, không sở hữu chung lợi ích, không có cùng tín ngưỡng đều sẽ nảy sinh thù địch. Chân vũ trụ đối với cậu là kẻ địch, đối với ta cũng được xem là kẻ địch, vì lập trường của chúng ta không giống nhau, tín ngưỡng và lợi ích cũng không giống nhau. Diệp Quân trầm mặc. Người đàn ông lại nói, tốt và xấu, về bản chất đều là vì lập trường không giống nhau. Ví như Bát Huyền cũng là thần linh của chân vũ trụ, cậu thấy cô ấy là người tốt hay người xấu? Diệp Quân chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông đang định nói tiếp thì Diệp Quân bỗng lên tiếng, ta hiểu ý của tiền bối, đối với ta, chân vũ trụ là xấu, ta sẽ không vì thích Bát Huyền mà cảm thấy chân vũ trụ không còn xấu nữa. Nếu một vũ trụ đi xâm lược một vũ trụ khác mà không gọi là xấu xa thì cái gì mới là xấu xa? Đương nhiên, ta cũng biết chân thần của chân vũ trụ rất mạnh, vì bà ta đại diện cho lợi ích của cả chân vũ trụ, thế nên cứ chiến thôi, ai thắng người đó quyết định đúng sai. Người đàn ông cười ha hả, hay cho một câu ai thắng người đó quyết định đúng sai. Quan trọng nhất vẫn là thực lực, giống như cô của cậu, bà ấy chưa từng tranh luận với ai điều gì, vì đối với bà ấy. Chẳng có chuyện gì là một nhát kiếm không thể giải quyết được cả. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta thấy vậy rất tốt. Ở thế giới tôn sùng cái mạnh này, người có thể nói đạo lý nhưng phải phân biệt đối tượng, đối với một số người, có nói lý đến đâu cũng như đàn gảy tai trâu. Vì trong thế giới này, không phải con người nào cũng là người. Người đàn ông quan sát Diệp Quân rồi nói, con đường tương lai của cậu còn khó khăn hơn cả cha và ông nội cậu, cố gắng nhé. Nói xong, cơ thể ông ta dần trở nên hư ảo. Sắc mặt Diệp Quân chợt biến đổi, hắn vội nói, tiền bối, đừng vậy mà, suốt chặng đường ta đi qua đã khổ cực lắm rồi, đừng sắp xếp cuộc đời ta nữa. Người đàn ông nhún vai, cậu là người của bà ấy, thế nên không thuộc quyền quản lý của ta, mà bây giờ theo ta thấy,
hình như bà ấy cũng không quản cậu nữa rồi, thế nên cậu phải cẩn thận đấy. Mặt Diệp Quân chợt đen như đít nồi. Lúc này, người đàn ông lại nhấn mạnh, nhớ cẩn thận. Nói xong ông ta lập tức biến mất tăm hơi. Nhớ cẩn thận. Diệp Quân trầm giọng hỏi, tiền bối, ông ta có ý gì? Người phụ nữ bí ẩn không trả lời, Tiểu Tháp bỗng nói, theo lối cũ thì tám phần là cuộc đời ngươi sẽ bị sắp xếp. Cha với ông nội ngươi trước đây bị sắp xếp thảm luôn. Diệp Quân đen mặt, suy tư một lúc rồi nói, tháp ra, ta có thể vào trong tháp tu luyện, đúng không? Tiểu Tháp, đúng. Diệp Quân gật đầu, được. Nói xong hắn vào trong tháp luôn. Người phụ nữ bí ẩn bỗng nói, ngươi không đi tìm kính tuế nguyệt trước à? Diệp Quân lắc đầu, phải tu luyện trước, không có thực lực, dù tìm được bát huyền cũng không thể thay đổi được gì, chỉ khiến muội ấy càng khó xử hơn thôi. Lúc bát huyền tự sát, hắn đã tuyệt vọng. Vì lúc ấy hắn không thể làm được gì cả. Diệp Quân lại nói, lần này gặp được chủ nhân bút đại đạo cũng là nhờ mặt mũi của cô, ta vẫn luôn nghĩ, nếu không có cô, không có cha hay ông nội, thì ta là gì? Người phụ nữ bí ẩn im lặng. Diệp Quân khẽ cười, thật ra chẳng là gì cả. Cả tháp gia và tiền bối nữa, nếu không nhờ thân phận đặc biệt của ta thì ở trước mặt hai người, ta cũng chỉ soàng soàng thế thôi nhỉ. Đoạn, hắn lắc đầu cười, hiện thực luôn rất tàn khốc, không có đời trước, cùng lắm Diệp Quân ta cũng chỉ được xem như là một thiên tài có chút thiên phú mà thôi. Người phụ nữ bí ẩn, sao bỗng dưng lại có suy nghĩ ngay? Diệp Quân khẽ đáp, lúc đối diện với chấp kiếm nhân, ta phát hiện nếu mình không gọi ông nội, cha và cô thì ta chẳng là cái thá gì cả. Nói rồi hắn siết chặt tay, thế nên. Tiểu Tháp bỗng run giọng nói, không phải ngươi muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với cha ngươi, sau đó tự lập một tộc riêng đấy chứ. Chuyện này, hơi bị kích thích à nha. Người phụ nữ bí ẩn, ta sẽ báo cáo lại. Đoạn tuyệt quan hệ cha con. Tự lập tộc riêng. Nghe lời Tiểu Tháp nói, Diệp Quân đen mặt. Mẹ kiếp, bây giờ ta đoạn tuyệt quan hệ với cha ta. E là ta sẽ bị đánh hộc xì dầu mất. Tháp gia này ác thật đấy, có tâm phản chủ. Tiểu Tháp phấn khởi, nếu ngươi làm vậy thật thì ta khá là ủng hộ ngươi đấy. Đoạn tuyệt quan hệ cha con, tự lập tộc riêng, nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Diệp Quân thản nhiên nói, ta sẽ báo cáo lại đề nghị của tháp gia cho cha ta với ông nội ta biết. Ơ đệch, Tiểu Tháp lập tức bay ra ngoài, thằng nhóc khốn nạn. Người đừng nói bừa nhé. Ôi đệch, sẽ chết tháp đó. Diệp Quân lắc đầu cười, hắn ngồi xếp bằng xuống rồi từ từ nhắm mắt lại. Nghiên cứu chân thần đạo điển. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là nâng cao thực lực, mình có quá nhiều tài nguyên tốt, phải vận dụng triệt để, không được lãng phí. Bây giờ mà không có cha và ông nội, mình sẽ lập tức phơi thây đầu đường ngay. Điều hắn cần làm là nhận định rõ bản thân. Thực lực và danh tiếng của đời trước là của đời trước, không phải của Diệp Quân hắn. Điều này hắn đã cảm nhận được rất sâu sắc khi đối đầu với chấp kiếm nhân. Nếu không gọi người, Diệp Quân hắn là cái thá gì khi đối diện với chân vũ trụ người ta chứ? Không là cái thá gì cả. Cha và cô vô địch chứ không phải mình vô địch. Nhưng nếu tâm thái mình không đúng, bất cần một chút sẽ đi nhầm đường, cảm thấy cha và cô vô địch thì mình cũng là vô địch. Nếu cứ giữ tâm thái này thì mình thật sự sẽ trở thành chàng trai vàng trong làng dựa dẫm. Mục tiêu của hắn chính là nhờ sức của đời trước mà vượt qua bọn họ chứ không phải cứ núp bóng họ. Không nghĩ thêm nhiều, Diệp Quân bắt đầu nghiên cứu võ điển. Trong võ điển có hai loại võ kỹ mạnh mẽ, một là bất bại quyền kinh, hai là vạn cổ tuế nguyệt. Trong bất bại quyền kinh hắn đã tu luyện được những chiêu thức phía trước, nhưng mấy chiêu cuối có uy lực mạnh nhất hắn lại chưa tu luyện thành công. Hắn bắt đầu tu luyện từ táng thần. Bây giờ hắn đã ở trí cảnh, tuy cảnh giới không quá cao nhưng cũng không phải là thấp, tu luyện táng thần sẽ không quá khó khăn như xưa nữa. Một quyền táng thần. Được người phụ nữ bí ẩn chỉ dạy, chẳng mấy chốc Diệp Quân đã nắm vững được trọng tâm của quyền kỹ này. Ba ngày sau, Diệp Quân đứng bên bờ biển, nhắm hờ hai mắt, lặng lẽ tập trung, cả người nhập định như một nhà sư. Một lúc rất lâu sau, hắn bỗng mở mắt ra, hai tay siết chặt. Một luồng quyền thế mạnh mẽ phóng ra từ đầu nắm đấm của hắn, biển cả trước mặt hắn bỗng cuộn trào. Diệp Quân đập mạnh hai tay về phía trước. Rắc,
Thời không trên trời nứt toác, một cự quyền nghìn trượng đấm xuống. Rầm. Trong tích tắc, khu vực biển trước mặt Diệp Quân dâng lên thật cao như chạm tới trời. Táng thần. Hai tay Diệp Quân siết chặt lại, ánh mắt hơi thất vọng. Uy lực chưa đủ. Hắn đã từng thấy Bát Huyền thi triển chiêu này, cực kỳ lợi hại. Uy lực của mình kém quá xa so với cô ấy. Tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, Diệp Quân dùng đến 5 ngày mới có thể đẩy uy lực của táng thần lên cực hạn. Hắn không dừng lại, tiếp tục tu luyện trưởng đạo. Diệp Quân ngồi trên tảng đá, vờ hỏi, tiền bối, trưởng đạo này là... Người phụ nữ bí ẩn, trưởng đạo chính là trưởng quyền đạo, một quyền là một đạo, đại tỷ năm xưa đã sáng tạo ra nó. Lúc đại tỷ bằng tuổi ngươi, đại tỷ từng một quyền đánh nát một tiểu thế giới, những nơi quyền phong đi qua, vạn vật đều bị hủy diệt. Một quyền diệt một thế giới. Diệp Quân chợt thấy kích động. Người phụ nữ bí ẩn nói tiếp, thật ra, theo lý thì bây giờ ngươi chưa thể luyện được võ kỹ này, vì nó thật sự rất khó. Ở chân vũ trụ, khi xưa cũng chỉ có Bát Huyền tu luyện thành công trước năm 20 tuổi. Nhưng thiên phú và năng lực học hỏi của ngươi rất cao, nên ta cảm thấy ngươi có thể làm được. Diệp Quân gật đầu, để ta thử xem. Nói xong hắn khẽ nhắm hai mắt lại. Một quyền là một đạo. Diệp Quân bỗng đứng lên. Người phụ nữ bí ẩn hỏi, sao vậy? Diệp Quân không trả lời, xòe lòng bàn tay ra, một thanh ý kiếm xuất hiện trong tay hắn. Sau một hồi trầm tư, hắn bỗng đâm kiếm ra. Rắc! Nhát kiếm này đâm ra khiến thời không nghìn trượng trước mặt vỡ nát. Không đúng. Diệp Quân lại nhắm mắt, lúc này, thời không vừa nứt vỡ kia đã khôi phục lại như thường. Một lát sau, Diệp Quân bỗng đâm kiếm ra. Nhát kiếm này mang theo rất nhiều thứ. Trước tiên là kiếm vực, sau là kiếm ý, kiếm thế, kiếm hồn. Bốn loại sức mạnh tập hợp. Bù! Thời không trước mặt Diệp Quân bị xé ra, sau một giây tĩnh lặng, thời không mấy nghìn trượng bỗng chốc vỡ nát. Diệp Quân nhíu mày, không đúng. Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Trong tháp, tiểu tháp hỏi, hắn muốn làm gì vậy? Người phụ nữ bí ẩn, không biết. Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng mở bừng mắt, đâm kiếm ra. Trong tích tắc, thời không vạn trượng trước mặt Diệp Quân tịch diệt, biến thành một mảng hư không. Hơn nữa, nhát kiếm này đã chôn vùi ba tầng thời không, vào trong thời không vô giới. Nhìn thấy vậy, Diệp Quân trở nên phấn khích, niềm tin. Điều quan trọng nhất của nhát kiếm này chính là niềm tin kiếm đạo của chính mình. Một nhát kiếm này của ta chính là một đạo chính là một kiếm, mà đạo của ta chính là niềm tin vô địch của ta. Ha ha! Tiểu tháp, phi thường. Người phụ nữ bí ẩn cười nói, đúng là phi thường, có thể lấy quyền đạo để ngộ kiếm đạo. Ta hoàn toàn không ngờ được, ta nhìn thấy được bóng dáng của đại tỷ năm xưa trên người hắn. Tiểu tháp, tính khí của đại tỷ ngươi thế nào? Người phụ nữ bí ẩn, tốt lắm, chỉ thích bẻ cổ người khác thôi. Tiểu tháp, Diệp Quân đang vô cùng phấn khích. Một kiếm là một đạo. Lúc xuất kiếm, niềm tin cũng rất quan trọng. Niềm tin vô địch. Lúc này, có thể nói kiếm đạo của hắn đã thăng hoa lên một tầm cao mới. Diệp Quân nhìn ý kiếm trong tay mình, ý kiếm cũng đã xảy ra biến hóa. Diệp Quân mỉm cười sau đó bắt đầu nghiên cứu chiêu thức cuối cùng, bất bại. Mà lúc này, người phụ nữ bí ẩn bỗng nói, bây giờ ngươi chưa thể luyện được chiêu bất bại này đâu. Diệp Quân khó hiểu, vì sao? Người phụ nữ bí ẩn, quyền kỹ này có hai trọng điểm, một là cần khí thế coi thường chúng sinh, mà ngươi bây giờ không có khí thế này. Hai là quyền kỹ này có đòi hỏi cực cao về thân xác, khi thi triển sẽ hủy thiên diệt địa, thân xác và thần hồn của ngươi bây giờ chưa thể chịu đựng được sức mạnh của nó. Diệp Quân im lặng. Người phụ nữ bí ẩn, uy lực của quyền kỹ này quá lớn, đợi sau khi cảnh giới của ngươi được nâng cao rồi hãy tu luyện. Còn cả vạn cổ tuế nguyệt kia nữa, tu luyện nó cần phải vào tuế nguyệt trường hà để lĩnh ngộ, bây giờ ngươi cũng không tu luyện được đâu. Hai môn võ kỹ này đại tỷ đều sáng tạo ở giai đoạn giữa, không phải để cho người đang ở giai đoạn trước tu luyện đâu. Diệp Quân suy nghĩ rồi gật đầu, cũng được. Đoạn hắn lật chân thần đạo điển ra đến sau cùng. Kiếm điển. Diệp Quân mở trang đầu tiên, một hàng chữ xuất hiện, kiếm quy kiếm là quy tắc, mũi kiếm là chân lý. Diệp Quân nhíu mày. Người phụ nữ bí ẩn, kiếm quy,
kiếm kỹ đầu tiên chấp kiếm nhân tu luyện chính là nó. Nó vừa là một môn kiếm kỹ vừa là một niềm tin kiếm đạo. Kiếm của ta chính là quy tắc, mũi kiếm của ta chính là chân lý, đây chính là kiếm đạo của chấp kiếm nhân. Kiếm của ta chính là quy tắc, mũi kiếm của ta chính là chân lý. Người phụ nữ bí ẩn, người có hứng không? Diệp Quân gật đầu, đương nhiên là có. Đợi ta học được kiếm kỹ này rồi sẽ dùng kiếm kỹ này đánh bại bà ta, người nghĩ bà ta sẽ thấy thế nào? Sau một hồi im lặng, người phụ nữ bí ẩn nói, cả đời muội ấy háo thắng, nếu ngươi dùng kiếm đạo của muội ấy đánh bại muội ấy thì chắc chắn muội ấy sẽ rất đau buồn. Nhưng khó lắm, thiên phú kiếm đạo của muội ấy không hề thua ngươi, nói thật, ngươi muốn đánh bại muội ấy trong vòng một năm là điều không thể nào, dù suốt cả năm này ngươi đều tu luyện trong tháp thì cũng không thể nào. Thế nên ta thấy ngươi đã hơi sốc nổi khi đánh cược với muội ấy. Diệp Quân hít sâu vào một hơi, hành sự tại nhân, ta muốn ra mặt cho chính mình, cũng muốn ra mặt cho Tiền Bối và Bát Huyền, đến lúc đó ta sẽ chứng minh với bà ta rằng Tiền Bối và Bát Huyền không nhìn nhầm người. Người phụ nữ bí ẩn trầm giọng nói, ta chỉ xem ngươi như là đệ đệ. Diệp Quân sững người, sau khi phản ứng lại thì mặt hắn đen như nhọ nồi, ta đâu có ý gì khác. Ôi trời ạ! Diệp Quân đau đầu. Đều trách chấp kiếm nhân kia, mẹ kiếp, ăn nói lung tung, phục thật đấy. Không nói gì thêm, Diệp Quân bắt đầu tu luyện kiếm kỹ. Kiếm quy. Lấy kiếm làm quy tắc. Chỉ có hai chữ trọng điểm trong kiếm kỹ này, bá đạo. Kiếm của ta chính là quy tắc. Mọi thứ khác đều là phù du. Thời gian sau đó, Diệp Quân bắt đầu điên cuồng tu luyện. Vì dòng thời gian trong tháp khác với bên ngoài nên hắn hoàn toàn có đủ thời gian để dùng. Qua một tháng, trên tầng mây, Diệp Quân bỗng phất tay, một thanh kiếm đâm xuống phía xa. Chớp mắt, thanh kiếm kia làm tâm, thời không trong vòng nghìn trượng xung quanh nó đều nổ tung, vô số kiếm quang tung hoành ngang dọc, vô cùng khiếp người. Diệp Quân xòe tay ra, thanh ý kiếm kia bay trở về tay hắn, nhìn nó, hắn lại lắc đầu. Vẫn chưa hài lòng lắm. Hắn đã tu luyện thành công kiếm quy rồi nhưng uy lực lại kém xa đạo kiếm của hắn. Đương nhiên, cũng không quá kém cỏi, vẫn mạnh hơn lâm giới của hắn nhiều. Lâm giới. Diệp Quân bỗng nói, suýt thì mình quên cái này. Nói rồi hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc tạm biệt, ông nội đã cho hắn một môn kiếm kỹ. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm này rất giống với lâm giới. Diệp Quân bắt tay vào tu luyện luôn. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm và lâm giới có một điểm chung, đó chính là sức bật, đương nhiên là thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm mạnh hơn. Diệp Quân lại bỏ ra gần một tháng mới nắm bắt triệt để thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm, cực hạn của hắn bây giờ là một lần tăng 30 đạo. Không thể thêm được nữa, vì thân xác hắn chịu không thấu. Không chỉ thân xác mà cả thần hồn cũng vậy. Võ kỹ và kiếm kỹ càng mạnh thì càng đòi hỏi khắc khe về thân xác và thần hồn, hơn nữa sức tiêu hao cũng cực cao. Dù là đạo kiếm của hắn hay là thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm, với thực lực bây giờ, hắn chỉ có thể thi triển nhiều nhất là 2 lần, sau 2 lần huyền khí cạn kiệt, sức lực hao hụt, thần hồn suy nhược, không cần đánh cũng sẽ tự thua. Nhưng Diệp Quân không tiếp tục tu luyện nữa. Không thể bế quan cắm đầu tu luyện mãi được, phải đi ra ngoài. Dùng thực chiến để tu luyện mới được. Diệp Quân rời khỏi tiểu tháp, lên đường tới Tuế Nguyệt Giới. Ngoài tu luyện, hắn còn một nhiệm vụ cấp bách nữa là tìm kiếm Bát Huyền. Lúc này, người phụ nữ bí ẩn bỗng nói, nếu Bát Huyền đã không còn nhận ra ngươi nữa thì ngươi sẽ thế nào? Diệp Quân khẽ nói, tiền bối, ngươi từng thích ai chưa? Sau một hồi im lặng, người phụ nữ bí ẩn nói, ngươi có tin ta đánh ngươi không? Diệp Quân nín thinh. Diệp Quân cạn lời. Tiền bối bí ẩn này càng ngày càng bạo lực rồi. Đây không phải là chuyện tốt đâu. Người phụ nữ bí ẩn, tới Tuế Nguyệt Giới giành lấy kính Tuế Nguyệt. Diệp Quân khẽ gật đầu, mong tiền bối chỉ đường. Lúc này, một luồng sáng bỗng bay từ trong cơ thể Diệp Quân ra, thời không ở trên trời cách đó không xa nứt toác. Diệp Quân không phí lời, ngự kiếm bay lên rồi mất hút trong vết nứt kia. Bên trong vết nứt chính là đường hầm thời không. Bấy giờ, Diệp Quân bỗng xòe tay ta, trong tay hắn xuất hiện một cái cây nhỏ màu xanh lục, nhìn cây thần tự nhiên, Diệp Quân hỏi, tiền bối, cây thần tự nhiên này có tác dụng gì ạ?
Tuy có cây thần tự nhiên nhưng hắn chưa từng nghiên cứu thử tác dụng của nó là gì. Người phụ nữ bí ẩn, thật ra năm xưa thực lực của Quân Viễn Chinh mạnh hơn trăm vạn gia tộc, nhưng trong trận chiến đó, Quân Viễn Chinh tấn công mãi mà không hạ được thành, người có biết vì sao không? Diệp Quân nói, nhờ cây thần tự nhiên này à? Người phụ nữ bí ẩn, chính xác, cây thần tự nhiên này có một công năng rất nghịch thiên, đó chính là trị liệu, hơn nữa nó còn trị liệu tập thể, theo lý thuyết, chỉ cần ngươi chưa chết thì nó sẽ mãi chữa trị cho ngươi. Diệp Quân hơi kinh ngạc, trị liệu tập thể ạ? Người phụ nữ bí ẩn, rất khó tin, là thần vật không có cấp bậc nào để đo lường. Diệp Quân tò mò, sao lại không có cấp bậc ạ? Chỉ đơn giản là không có cấp bậc thôi sao? Người phụ nữ bí ẩn khẽ cười, có thể hiểu là như thế, thật ra trong chư thiên vạn giới và cả chân vũ trụ không có nhiều thần vật không có cấp bậc, ví như vũ trụ vô gian chỉ có mỗi cây thần tự nhiên này thôi đấy. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn cây thần tự nhiên trong tay, tâm niệm khẽ động, cơ thể hắn bỗng tỏa ra vô số điểm sáng màu xanh lục, ấm áp dễ chịu. Như phát hiện ra điều gì, Diệp Quân chợt siết chặt tay phải. Một luồng sức mạnh đáng sợ bỗng trào ra từ trong cơ thể hắn, đường hầm thời không xung quanh bỗng rung lên kịch liệt, sắp sụp đổ. Diệp Quân hoảng hốt vội dừng lại. Bấy giờ, người phụ nữ bí ẩn nói, sức mạnh tự nhiên. Diệp Quân ngờ vực, sức mạnh tự nhiên ạ. Người phụ nữ bí ẩn, đây là sức mạnh tự nhiên của cây thần tự nhiên. Đây là loại sức mạnh nguyên thủy nhất của vũ trụ vô gian, năm xưa Thanh Đế biết đến nó nên lấy nó làm nền tảng. Đồng thời tập hợp sức mạnh của trăm vạn tộc ở vũ trụ vô gian, tự mình sáng tạo ra đạo thống Thanh Đế. Diệp Quân trầm giọng nói, nhưng ông ta vẫn thua dưới tay đại tỷ của tiền bối. Người phụ nữ bí ẩn cười nói, Thanh Đế đúng là một nhân vật rất ghê gớm, cả chân vũ trụ cũng chỉ có mỗi đại tỷ có thể chiến thắng ông ta, ngoài đại tỷ, vẫn còn một người có thể đấu ngang sức với ông ta. Diệp Quân tò mò, ai ạ? Người phụ nữ bí ẩn, người đoán xem. Diệp Quân trầm giọng nói, không phải là tiền bối đấy chứ. Người phụ nữ bí ẩn cười lớn, ngươi thông minh thật đấy. Diệp Quân ngơ người. Người phụ nữ bí ẩn, không phải ngươi nghĩ ta yếu kém lắm đấy chứ. Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, khi chấp kiếm nhân đối diện với tiền bối, hình như bà ta không hề sợ tiền bối. Người phụ nữ bí ẩn cười, muội ấy xấu tính vậy đấy, đừng nói là gặp ta, dù có gặp đại tỷ thì muội ấy cũng vậy thôi. Muội ấy xấu tính, đầu óc nhanh nhạy, nhưng lại rất nghĩa khí, thuộc kiểu người gặp chuyện là xông lên đầu tiên ấy. Diệp Quân hỏi, chân vũ trụ có thần vật nào không có cấp bậc không? Người phụ nữ bí ẩn, có mấy món? Diệp Quân tiếp tục hỏi, là những gì ạ? Người phụ nữ bí ẩn, trong tay đại tỷ có một món đồ cực kỳ lợi hại gọi là kính nghịch đạo, có thể chuyển ngược đạo nguyên. Diệp Quân hiếu kỳ, đạo nguyên là gì? Người phụ nữ bí ẩn, chính là căn nguyên đại đạo. Diệp Quân hỏi, căn nguyên đại đạo là gì ạ? Sau một hồi im lặng, người phụ nữ bí ẩn nói, người nói chuyện kiểu này thì chúng ta không thể tiếp tục nói nữa rồi. Diệp Quân cười khổ, đúng là hắn hơi thiếu kiến thức. Người phụ nữ bí ẩn bỗng nói một cách đơn giản thì đại đạo chính là tất cả chính là đại đạo. Ví dụ sinh lão bệnh tử, thủy triều dâng rồi rút, mặt trời mọc rồi lặn. Quy luật vận hành vũ trụ thế giới, chính là đại đạo có mặt ở tất cả mọi nơi. Diệp Quân trầm giọng nói, ta từng nghe tiền bối nói chủ nhân bút đại đạo có thể thoát khỏi đại đạo. Người phụ nữ bí ẩn, đúng vậy, không chỉ ông ta, mấy vị cha ông của ngươi cũng làm được. Diệp Quân trầm mặc một lát rồi hỏi, có thể diệt được đại đạo không? Người phụ nữ bí ẩn, có thể, hủy đi tất cả chính là diệt đại đạo. Diệp Quân lắc đầu cười. Người phụ nữ bí ẩn, sao lại hỏi như vậy? Diệp Quân thản nhiên đáp, mệt quá thì hủy diệt thôi. Người phụ nữ bí ẩn. Tiểu tháp do dự rồi nói, suy nghĩ này của ngươi không ổn đâu. Người phụ nữ bí ẩn, con người, sống chính là quá trình tu luyện, tuy khổ sở nhưng vẫn rất có ý nghĩa. Diệp Quân cười nói, tiền bối, ta có thể nhìn ra được người vẫn còn tình cảm với chấp kiếm nhân và chân thần, ta và bọn họ lại là kẻ thù. Người đi theo ta là vì điều gì? Người phụ nữ bí ẩn, để giúp đại tỷ. Diệp Quân trầm giọng nói, người sẽ không đâm sau lưng ta vào một ngày nào đó đâu nhỉ? Người phụ nữ bí ẩn cười hỏi, người sợ không?
Diệp Quân cười ha hả, người ở cấp bậc như tiền bối sao có thể làm chuyện hèn hạ như vậy được. Đoạn, hắn dùng huyền khí truyền âm cho tiểu tháp, tháp gia, người theo dõi sát sao bà ấy giúp ta nhé, không thể không đề phòng được. Tiểu tháp nặng nề nói, đại ca, người truyền âm bằng huyền khí cho ta, bà ấy nghe được đấy. Diệp Quân đơ mặt ra, gượng gạo quá. Lúc này, người phụ nữ bí ẩn bỗng cười hi hi, người cứ đợi đi. Đến lúc đó ta đâm ngươi, ngươi muốn đâm từ phía trước hay từ phía sau? Nói xong, bà ấy bỗng thấy có gì đó kỳ kỳ, nên im bặt luôn. Diệp Quân không nghĩ nhiều, chỉ lắc đầu cười, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận luồng thần lực tự nhiên kia. Phải công nhận luồng sức mạnh này rất đáng sợ, vô cùng vô tận, quan trọng nhất là luồng sức mạnh này tới từ cây thần tự nhiên, thế nên hắn không cần phải tu luyện mà cứ thế sở hữu thôi. Có cây thần tự nhiên, năng lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Có thể nói, bây giờ nếu hắn dùng kiếm hành đạo, cây thần tự nhiên và đạo ấn, dưới kiếm đế, hắn không dám khẳng định mình hoàn toàn vô địch nhưng cũng rất hiếm có địch thủ. Không dám khẳng định mình hoàn toàn vô địch là vì trực giác nói cho hắn biết mình bây giờ thật sự không thể đánh lại tỷ tỷ đã đạt đến tuế nguyệt tiên, mà trong vũ trụ mênh mông này, chắc chắn cũng có những thiên tài yêu nghiệt siêu cấp khác. Đương nhiên, ở thế hệ trẻ, hắn không ngần ngại đối đầu với bất kỳ ai. Đúng lúc này, thời không phía trước bỗng xuất hiện một màn sáng trắng. Tới rồi. Diệp Quân thôi không suy nghĩ nữa, hóa thành một đạo kiếm quang xuyên qua màn sáng. Một lát sau, Diệp Quân xuất hiện trên một đỉnh núi, từ chỗ hắn đứng nhìn ra có thể thấy những ngọn núi nối đuôi nhau kéo dài bất tận, mây mù vờn quanh, phong cảnh đẹp không tả xiết. Tuế Nguyệt giới. Diệp Quân nói, tiền bối, kính Tuế Nguyệt ở đâu ạ? Người phụ nữ bí ẩn, không biết. Diệp Quân chợt thấy đau đầu. Tiểu tháp, đi về phía trước, ta cảm nhận được sức mạnh Tuế Nguyệt rồi. Diệp Quân gật đầu, ngự kiếm bay lên, xé rách tầng mây rồi mất hút. Rất nhanh, Diệp Quân được tháp gia chỉ dẫn đã tới trước một ngọn núi lớn, dưới chân núi là một dòng sông, bên dòng sông có một tảng đá cổ xưa ghi, sông Tuế Nguyệt. Sông Tuế Nguyệt. Lúc Diệp Quân tới có vài người ở đây rồi. Diệp Quân nhìn mọi người, hắn phát hiện khí tức của những người này đều không hề yếu, trong đó còn có mấy cường giả cảnh giới Tuế Nguyệt tiên nữa. Còn có cả thần linh. Rõ ràng những người này đều tới vì kính Tuế Nguyệt. Diệp Quân nhìn con sông Tuế Nguyệt, thầm hỏi, tháp gia, người có thể cảm nhận được kính Tuế Nguyệt không? Tiểu tháp trầm giọng nói, không cảm nhận được. Ở đây có sức mạnh Tuế Nguyệt nhưng không cảm nhận được nguồn gốc sức mạnh. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn phóng thần thức tới sông Tuế Nguyệt, nhưng thần thức vừa vào sông đã biến mất tăm mất dạng. Thấy thế, Diệp Quân ngơ ra. Người phụ nữ bí ẩn bỗng nói, thần thức của ngươi không chống lại được sự ăn mòn của sức mạnh Tuế Nguyệt. Diệp Quân hỏi, tiền bối có cách gì không? Người phụ nữ bí ẩn, không. Diệp Quân lắc đầu cười. Hắn biết chắc chắn bà ấy có cách nhưng bà ấy mong mình tự cố gắng giành lấy chứ không muốn mình không công mà được lợi. Đúng lúc này, một chiếc bè gỗ bỗng xuất hiện đằng xa, một cô gái mặc váy màu mã non, thân hình uyển chuyển, dung mạo tuyệt trần, hai tay cầm xào trúc đứng trên bè, bé gỗ lững lờ trôi theo dòng nước. Cô gái vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Vì quá đẹp, một nụ cười. Một cử chỉ của cô ấy cũng làm người ta mất hồn mất vía. Diệp Quân nhìn cô gái, thấy cô ấy không có chút khí tức nào, hệt như một cô gái bình thường. Đương nhiên, hắn không ngây thơ nghĩ vậy. Lúc này, cô gái bỗng nhìn những người đứng trên bờ, khẽ cười, có phải các vị tới đây vì kính Tuế Nguyệt không? Bấy giờ, một thiếu niên áo trắng bước tới trước, cười đáp, vốn là đến vì kính Tuế Nguyệt, nhưng lúc nhìn thấy cô nương, ta đã thay đổi ý định. Nếu nhận được sự quan tâm của cô nương thì kính Tuế Nguyệt chẳng là gì cả. Nghe lời thiếu niên áo trắng nói, những người khác đều bật cười. Còn Diệp Quân thì lặng lẽ lùi lại phía sau. Trên bè gỗ, cô gái cười diễm lệ, miêu tông của bọn ta có quy định không được kết hôn với người ngoài. Thiếu niên áo trắng cười lớn, quy định là chết, người thì sống mà. Cô gái chớp mắt, nhưng ta không vừa ý với ngươi. Thiếu niên áo trắng lại cười. Vậy cô nương ưng ý ai? Cô gái bỗng chỉ về phía bên cạnh, người cô ấy chỉ chính là Diệp Quân. Thấy thế, mọi người đều nhìn Diệp Quân.
Cô gái thẹn thùng nhìn Diệp Quân, gương mặt mang ý cười. Diệp Quân nhìn cô gái này, trong lòng thầm nghi ngờ, cô ta đang đối phó với mình. Lúc này, chàng trai áo trắng cũng nhìn Diệp Quân, gã quan sát Diệp Quân rồi cười hỏi, xưng hô thế nào? Diệp Quân không quan tâm tới chàng trai áo trắng, hắn chậm rãi bước tới trước mặt cô gái kia. Hắn phải công nhận cô gái này rất xinh đẹp, thuộc tuýp người càng nhìn càng thấy động lòng ấy. Diệp Quân nhìn thẳng cô gái, cô nương biết ta à? Cô gái chớp mắt, hơi e thẹn, không biết, chỉ là thấy công tử đẹp trai nên ta nhìn rất thích thôi. Diệp Quân lắc đầu, ta có thê tử rồi. Cô gái cúi đầu, hai tay xoắn suýt, khẽ nói ta làm thiếp cũng được. Mọi người! Diệp Quân nhìn chằm chằm cô gái, ta có hai thê tử. Mọi người sững sờ. Cô gái nhẹ nhàng đáp, ta chấp nhận. Mọi người lại càng ngơ ngác. Đẹp trai thì có quyền vậy à? Nhưng chẳng mấy chốc đã có người phát hiện ra điều bất thường. Những người đến được đây chắc chắn đều không phải là hạng tầm thường, cô gái này rất kỳ quặc. Hình như cô ấy đang cố tình khơi gợi thù oán. Nhận ra điều này, ánh mắt nhìn cô gái của mọi người giảm bớt đi sự nồng nhiệt, thay vào đó là sự đề phòng. Lúc này, chàng trai áo trắng lại cười nói, cô nương, đẹp trai không có ích gì đâu, ở thế giới này phải nói đến quyền thế. Nói rồi, gã nhìn Diệp Quân, xin tự giới thiệu, tại hạ là thiếu tông chủ La Nhĩ của Thiên Tông La Giới, cha ta là cường giả đứng đầu nhà họ La, bán bộ đại đế La Phong. Nghe La Nhĩ giới thiệu, mấy người đứng bên cạnh bỗng lắc đầu rồi kéo nhau né gã ra. Ra ngoài Chu Du phải mang theo não, chứ không chết lúc nào không hay. Cô gái này rõ ràng đang cố tình khơi gợi mâu thuẫn thế mà La Nhĩ này lại không nhìn ra. Loại người ra khỏi nhà không mang theo não này, bọn họ phải tránh thật xa, khéo liên lụy chính mình. Diệp Quân nhìn La Nhĩ mà không nói gì. La Nhĩ, không phải ta cố tình phô trương gì đâu, tuy cha ta là bán bộ đại đế nhưng nhà họ La của ta trước nay vẫn rất khiêm tốn. Đoạn, gã bỗng nhìn Diệp Quân hỏi, không biết cha các hạ là ai? Diệp Quân thản nhiên đáp, Diệp Huyên. La Nhĩ nhíu mày, cảnh giới nào? Diệp Quân, không có cảnh giới. La Nhĩ khẽ cười, hóa ra là phường tôm tép. Tiểu tháp. Nghe La Nhĩ nói thế, Diệp Quân nhíu mày. Tên này thế mà lại chưa từng nghe đến đại danh của cha. Không phải thế chứ. Lúc này tiểu tháp bỗng nói, người nói kiếm chủ nhân gian thì chắc có lẽ hắn biết đấy. Nghe thế Diệp Quân mới vỡ lẽ. Nói đến vũ trụ quan huyên, người trong thiên hạ thường chỉ biết đến kiếm chủ nhân gian, dù sao ở giai đoạn sau, số người ở vũ trụ quan huyên dám gọi kiếm chủ nhân gian bằng tên thật cũng không nhiều. Lâu dần mọi người đều quên mất tên thật của kiếm chủ nhân gian. La Nhĩ còn muốn nói gì đó, người phụ nữ ở bên cạnh bỗng nói, người không biết Diệp Huyên sao? La Nhĩ nhìn người phụ nữ cười nói, không biết. Người phụ nữ đó chớp mắt, vậy thì ngươi đỉnh lắm đó. Ha ha! La Nhĩ bật cười, đang định nói gì đó thì Diệp Quân bỗng vung tay lên. Một thanh kiếm đâm thẳng vào giữa trán La Nhĩ bị găm vào ngay chỗ đó. Thấy thế mọi người đều biến sắc. Thực lực đáng sợ quá. Phải biết rằng, La Nhĩ là một cường giả cảnh giới nhân tiên, thế nhưng lúc này lại không có sức đánh trả ở trước mặt thanh niên kiếm tu này. Lúc này La Nhĩ đó cũng hãi hùng, ngươi là kiếm tu. Diệp Quân không nói gì, vừa định ra tay thì lúc này La Nhĩ bỗng xòe bàn tay ra, siết vỡ thẻ bài gỗ trong tay. Rầm! Một luồng khí tức đáng sợ bỗng lao lên trời từ trong thẻ bài gỗ đó. Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn trời, nơi đó ngưng tụ ra một ông lão. Cường giả cảnh giới thần đế. Ông lão nhìn Diệp Quân bên dưới, bình tĩnh nói, giết con trai ta ư. Ngươi to gan đấy. Nói rồi ông ta đè tay phải của mình xuống, khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn lao xuống. Cảnh giới thần đế. Mặc dù chỉ là thân phân nhưng khí tức lớn mạnh đó cũng rất mạnh khiến thời không xung quanh chấn động đến mức dữ dội. Khi khí tức đó lao đến trên đỉnh đầu Diệp Quân vung tay, kiếm thế rung lên. Nhất thời, khí thế thần đế đó lập tức bị tan vỡ. Thấy thế, cường giả cảnh giới thần đế La Phong sửng sốt. Ngay sau đó sắc mặt ông ta trở nên nghiêm trọng. Hắn không mạnh bằng đứa con trai ngốc của ông ta nhưng lúc này ông ta lại có cảm giác không đúng lắm. Ngay lúc này,
Một thanh niên ở một bên bỗng run giọng nói, Diệp Huyên, kiếm tu, ngươi là Diệp Quân, cha ngươi là kiếm chủ nhân gian. Diệp Quân, vừa nghe nói thế, mọi người đều biến sắc. Bây giờ người ở chư thiên vạn giới và các vũ trụ không ai không biết đến cái tên Diệp Quân. Khoảng thời gian gần đây, vũ trụ Quan Huyên cứ luôn đối đầu với chân vũ trụ, hơn nữa Diệp Quân còn đánh giết vào chân vũ trụ. Hiện giờ chuyện này đã truyền đến chư thiên vạn giới. Lúc này mọi người đều vô cùng kinh sợ, vì ai cũng không ngờ rằng Diệp Quân lại xuất hiện ở đây. Lúc nghe thấy lời người đàn ông đó nói, sắc mặt La Nhĩ đó trở nên trắng bệch. Vũ trụ Quan Huyên, đây không phải là nơi mà La Giới Thiên Tông có thể chọc vào được. Thôi xong đời rồi. Mặt La Nhĩ xám xịt như cho tàn, gã biết hôm nay khoe mẽ quá mức rồi, cũng không biết bây giờ quỳ xuống xin tha có còn kịp không nữa. Cuối cùng gã vẫn quỳ xuống. Xin lỗi thì chắc chắn không được rồi, dập đầu trước vậy. Lúc này La Phong đứng trên không trung cũng hết sức kinh ngạc, ông ta không ngờ con trai của mình lại chọc phải vũ trụ Quan Huyên. Vậy thì phải thế nào? Diệp Quân không nói gì chỉ liếc nhìn La Nhĩ. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quân, La Nhĩ bỗng ngẩng phát đầu lên nhìn La Phong trên trời, run giọng nói cha, con không muốn chết. La Phong nhìn La Nhĩ, vẻ mặt phức tạp, có một chuyện cha vẫn chưa nói với con. La Nhĩ khó hiểu, chuyện gì ạ? La Phong thấp giọng thở dài, thật ra con không phải là con trai ruột của cha. La Phong sững sờ. Mọi người cũng sửng sốt. Diệp Quân nhìn La Phong, cũng rất bất ngờ. La Phong nghiêm túc nói, thật ra con được cha nhặt về, không phải là con trai ruột của cha. Dứt lời, ông ta quay sang phía Diệp Quân, chắp tay nói, Diệp công tử, những gì người này làm không liên quan gì đến La Phong ta và La Tông, muốn xử lý nó thế nào thì tùy ngươi. Diệp Quân lặng thinh, cảm thấy rất bất ngờ. Ôi vãi! Diệp Quân nhìn La Nhĩ đang quỳ dưới đất, cũng cảm thấy nghi ngờ, lẽ nào tên này không phải là con trai ruột của La Phong thật sao? Không chỉ Diệp Quân mà mọi người ở đó cũng rất ngạc nhiên. Mẹ kiếp! La Nhĩ ở đằng xa nhìn La Phong, sắc mặt trắng bệch cha. Khuôn mặt La Phong không cảm xúc, ta không phải là cha ngươi. La Nhĩ ngồi phịch xuống đất, gã đau buồn cười nói cha, con biết con đã gây họa, cha nói với con một tiếng. Chuyện này con có thể tự mình gánh vác, không cần phải như vậy. La Phong nhìn La Nhĩ, ta thật sự không phải là cha ngươi. Diệp Quân ở một bên khẽ lắc đầu. Lúc này hắn bỗng cảm thấy cha mình đúng là tốt thật. Không phải người cha nào cũng có thể được gọi là cha. Trong thế tục, chắc chắn có không ít cha con trở thành kẻ thù vì lợi ích của mình, còn ở thế giới mà cường giả là hàng đầu thì có thể nhiều hơn. Nghĩ đến đây Diệp Quân mỉm cười lắc đầu. Phải nói là thật ra gia tộc của mình tốt thật. Cho dù là cha hay ông nội. Vẻ mặt mọi người đều vô cùng kỳ lạ. Ông cha này cũng tàn nhẫn thật. Nói không cần con trai là cứ thế vứt bỏ, đây không phải là chuyện một người cha bình thường có thể làm. Mặt La Phong không cảm xúc đứng trên không trung, so với một đứa con trai thì Thiên Tông và tính mạng của mình quan trọng hơn. Con trai mất rồi thì còn có thể sinh thêm. Nhưng tính mạng của mình không còn thì mất hết tất cả. Chỉ cần có thể bảo vệ được cho mình và Thiên Tông, dù có hy sinh 10 đứa con trai cũng đáng giá chứ đừng nói là một đứa. La Nhĩ ở bên dưới bỗng bật cười, cười càng điên cuồng hơn khi nghe La Phong nói thế. Cha ruột! Đây chính là cha ruột đấy. Lúc này gã bỗng cảm thấy mình ngây thơ và ngu ngốc biết nhường nào, hóa ra khi đứng trước lợi ích và nguy hiểm, tình thân lại nực cười như vậy. Nửa thật nửa giả. Diệp Quân nhìn La Nhĩ đứng trước mặt, bỗng nói, ngươi đi đi. Nghe Diệp Quân nói thế, mọi người đều sửng sốt. La Nhĩ ngơ ngác. La Phong lại nhíu mày. Diệp Quân nhìn La Nhĩ, lại nói, đi đi. La Nhĩ khó hiểu, tại sao? Diệp Quân bình tĩnh nói, đổi suy nghĩ rồi. La Nhĩ bỗng quỳ xuống dập đầu với Diệp Quân, Diệp công tử, cảm ơn vì không giết ta ngày hôm nay. Sau này ta chắc chắn sẽ báo đáp ơn này. Nói rồi gã đứng dậy chạy đi. La Phong nhìn La Nhĩ bên dưới, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, La Nhĩ bỗng dừng lại, gã xoay người nhìn Diệp Quân, sau đó lại quỳ xuống nói, Diệp công tử, hôm nay ta đi khỏi nơi này e là cũng khó sống, xin công tử hãy giúp ta một lần nữa. Mọi người lặng im,
Ai mà không nhận ra La Phong đã nảy sinh ý định giết La Nhĩ. Lúc nãy tình cha con của hai người đã chấm hết. Bây giờ La Nhĩ đi chẳng khác nào là một mầm tai họa với La Phong. Nghĩ đến đây, vẻ mặt mọi người lại trở nên vô cùng phức tạp. Diệp Quân nhìn La Nhĩ đang quỳ dưới đất, sau đó ngẩng đầu lên nhìn La Phong, nếu La Nhĩ chết bất đắc kỳ tử, ta sẽ hủy diệt thiên tông của ông. La Phong biến sắc, nhưng ngay sau đó ông ta cười cợt nói, không dám, cũng sẽ không như thế, dù sao cũng là con trai của ta. Diệp Quân không nhìn La Phong, hắn nhìn La Nhĩ, đi đi. La Nhĩ lại dập đầu một cái, sau đó xoay người đi. Tiểu Tháp nói, sao đột nhiên lại đổi ý? Diệp Quân khẽ nói, Tháp gia, trước đây ngươi nói cha ta rất khổ cực, có phải cha ta? Không có, không có. Tiểu Tháp bỗng run giọng nói, mặc dù tiểu chủ cũng khổ sở nhưng chủ nhân thật sự chưa từng có ý định giết ông ấy. Chủ nhân chỉ là nuôi dưỡng ông ấy ở bên ngoài, mong ông ấy thành tài, thật sự chưa từng có ý định giết ông ấy. Ngươi đừng nghĩ lung tung nữa, càng đừng nói là ta nói, mẹ kiếp. Lúc này nó thật sự rất hoảng loạn. Nó vẫn còn nhớ kết cục của tháp giới vực. Diệp Quân lặng thinh không nói. Sở dĩ hắn có lòng trắc ẩn là vì hắn biết năm đó cha sống rất khổ sở, mà sở dĩ sống khổ sở mà vì ông nội hoàn toàn nuôi dưỡng cha ở bên ngoài. Lúc này nhìn những gì La Phong làm, hắn thấy mình rất may mắn vì có một người cha rất có trách nhiệm. Cho đến giờ hắn vẫn còn nhớ lá thư mà cha để lại ở biển tinh không, cho dù gặp phải khó khăn gì, cha luôn sẵn sàng gánh vác cùng con. Thật ra Diệp Quân hắn thật sự rất may mắn. Trong Tiểu Tháp bỗng nói, đôi khi tên này nói chuyện có thể làm người khác hoảng sợ đấy. Người phụ nữ bí ẩn cười nói, đôi khi tên này rất tàn nhẫn nhưng đa phần hắn vẫn là một người rất tốt, có lẽ lòng trắc ẩn hôm nay của hắn sẽ khiến hắn trở thành một cường giả mạnh trong tương lai. Tiểu Tháp nói, ý ngươi là La Nhĩ đó à? Người phụ nữ bí ẩn nói, đúng thế, người đã tỉnh ngộ hoàn toàn sau này sẽ không bao giờ kém cỏi, sau này thanh niên đó chắc chắn là sen trong đầm lầy, còn có thể đi đến mức độ này thì còn tùy thuộc vào cơ duyên tạo hóa. Tiểu Tháp nói, đúng thế. La Phong ở trên không trung nhìn Diệp Quân bên dưới, do dự một lát rồi từ từ tan biến mất. Cuối cùng ông ta vẫn không dám làm vài chuyện nào đó. Thiên Tông thật sự không chọc vào vũ trụ quan huyên được. Sau khi La Phong biến mất, vài cường giả cũng chắp tay lại với Diệp Quân, sau đó rời đi. Diệp Quân ở đây, dù phát hiện kính tuế nguyệt nhưng họ cũng không có khả năng giành, thế nên đều lựa chọn đi khỏi đó. Sau khi mọi người đi khỏi đó, Diệp Quân bỗng nhìn cô gái Miêu Tông trước mặt đó, cô ấy chớp mắt, Diệp công tử. Diệp Quân bước đến trước mặt cô gái Miêu Tông, hắn nhìn thẳng vào cô ấy gần trong gang tấc, ta và cô nương hoàn toàn không quen biết, tại sao cô nương cứ cố ý nhắm vào ta mỗi lần nhìn thấy ta vậy? Cô gái Miêu Tông nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, có thể bỏ kiếm xuống trước rồi nói chuyện không? Lúc này một thanh kiếm đang kè lên cổ cô gái. Diệp Quân nhìn chằm chằm cô gái, cô còn một câu cuối cùng có thể nói, nếu không cho ta một lời giải thích hợp lý, ta sẽ khiến đầu của cô chuyển nhà đấy. Còn nữa, thu lại mấy mánh khóe của cô đi, mặc dù cô rất xinh đẹp nhưng ta không có bất kỳ hứng thú nào với cô cả, cho dù là về tâm lý hay cơ thể. Cô gái nhìn Diệp Quân cười nói, ta biết kính tuế nguyệt đang ở đâu. Diệp Quân nhíu mày, đang ở đâu? Cô gái chỉ vào con sông trước mặt, ở trong sông này. Diệp Quân hỏi, sông Tuế Nguyệt. Cô gái gật đầu, đúng thế. Diệp Quân thầm hỏi, tiền bối, cô ta nói thế có đúng không? Người phụ nữ bí ẩn lại không nói gì. Diệp Quân nói, nhắc một chút đi mà. Người phụ nữ bí ẩn đáp, những gì cô ta nói nửa thật nửa giả. Diệp Quân cảm thấy đau đầu. Dù là tháp gia hay tiền bối bí ẩn này, sao mà cứ sợ cuộc đời của mình quá dễ dàng như thế chứ? Diệp Quân nghĩ ngợi một lúc, sau đó nhìn cô gái trước mặt, những gì cô nói là giả. Cô gái bình tĩnh nói, giả chỗ nào? Diệp Quân nói, tự cô biết. Cô gái chơi đùa với nhánh trúc, sau đó nói, ta không nói dối, là cô nương trong người ngươi đang nói dối đấy. Nghe thế, đồng tử Diệp Quân co rụt, cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, cô, biết cô nương trong người ta sao? Cô gái nhìn Diệp Quân, biết. Diệp Quân thầm nói, tiền bối. Bà không nói vài câu à? Người phụ nữ bí ẩn nói, ta đánh không lại cô ta.
Diệp Quân sầm mặt, bà có thể nói câu này sớm hơn một chút không? Người phụ nữ bí ẩn đáp lời, ta cũng không ngờ ngươi động một chút không hợp là giơ kiếm, ngươi đúng là dũng cảm đấy. Diệp Quân cảm thấy đau đầu. Lúc này cô gái bước đến trước, Diệp Quân vừa định lùi lại thì tay cô gái lại bắt lấy ý kiếm của hắn, cô ấy nhìn Diệp Quân cười nói, ngươi giết ta đi. Ngươi giết ta nhanh đi. Diệp Quân chém một nhát kiếm. Vèo. Ý kiếm trong tay Diệp Quân bỗng nổ tung, cổ của cô gái lại chẳng hề hấn gì. Diệp Quân sửng sốt. Cô gái bật cười ha hả, khiến ngực cô ấy rung lên, quả thật là núi non chập trùng. Nhìn cô gái trước mặt, Diệp Quân im lặng không lên tiếng. Người phụ nữ bí ẩn nói mình đánh không lại đối phương thì chỉ có một lời giải thích, ít nhất đối phương là cường giả cấp đại đế. Đại đế? Tại sao một đại đế lại muốn ôm nỗi hận vào mình? Vô lý thật. Trừ khi, Diệp Quân bỗng nói, kính Tuế Nguyệt đang ở trên người cô sao? Nghe Diệp Quân nói thế, ánh mắt cô gái lóe lên vẻ ngạc nhiên nhưng không nói gì. Diệp Quân nhìn cô gái, hay là cô chính là kính Tuế Nguyệt? Lúc này nụ cười trên môi cô gái hoàn toàn biến mất. Thấy thế Diệp Quân biết mình đã đoán đúng. Cô gái này thế mà lại là kính Tuế Nguyệt. Cô gái nhìn Diệp Quân, sao ngươi biết? Diệp Quân nói, ta đoán. Cô gái cười nói, đoán thế nào? Diệp Quân nhìn cô gái rồi nói, tháp gia nói kính Tuế Nguyệt đang ở đây, vì ở đây có sức mạnh Tuế Nguyệt, mà vừa rồi cô nương cũng nói kính Tuế Nguyệt ở trong lòng sông, tiền bối của ta lại nói những gì cô nương nói nửa thật nửa giả, nghĩ kỹ lại thì ý của bà ấy là kính Tuế Nguyệt quả thật ở trong sông nhưng cũng chính là bản thân cô nương. Nói rồi hắn ngừng một chốc, sau đó lại nói, tất nhiên đều chỉ là suy đoán của ta. Cô gái nhìn Diệp Quân một lúc lâu, bật cười, Diệp công tử thông minh thật. Diệp Quân hơi chắp tay lại, cô nương, ta đến đây thật ra là vì kính Tuế Nguyệt, nhưng ta không muốn chiếm lấy kính Tuế Nguyệt cho riêng mình, ta chỉ đơn thuần muốn mượn dùng một chút thôi. Cô gái cười nhạo, không muốn chiếm lấy làm của riêng ư. Diệp công tử, người cũng rất giả tạo. Diệp Quân xòe bàn tay ra, tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn cô gái, cô nương nghĩ tháp này thế nào? Cô gái nhìn tiểu tháp nói, phá. Cô ấy bỗng nhíu mày, nhìn chằm chằm một lúc, vẻ mặt nghiêm trọng, lợi hại. Tiểu tháp lập tức kiềm chế ngọn lửa giận. Diệp Quân lại xòe tay ra, cây thần tự nhiên xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn cô gái, cô nương thấy cái này thế nào? Sắc mặt cô gái hơi thay đổi, cây thần tự nhiên. Diệp Quân gật đầu, sau đó tâm niệm hơi động, kiếm hành đạo bay đến trước mặt cô gái, cô nương, cô thấy kiếm này thế nào? Cô gái nhìn kiếm hành đạo trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Diệp Quân nhìn cô gái, cô nương, bây giờ tin lời ta nói rồi chứ? Cô gái lặng thinh một lúc rồi nhìn Diệp Quân, mượn dùng một lúc ư. Diệp Quân gật đầu. Cô gái hỏi, ngươi có thể cho ta thứ gì? Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, cô nương có thể đưa ra đề nghị. Cô gái nhìn Diệp Quân đánh giá một hồi, môi cong lên. Diệp Quân trở nên phòng bị khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương, cô gái này có vẻ hơi tham lam. Suy tư hồi lâu, cô gái mới nói, ta muốn vào trong tháp của ngươi tu luyện, không chỉ như thế, ngươi còn phải cung cấp sức mạnh tự nhiên của cây thần tự nhiên cho ta. Ngoài ra, theo ta được biết, vũ trụ quan huyên có linh tổ, lần sau gặp bà ta, ngươi phải nhờ bà ta giúp ta nâng cao thực lực, tất nhiên đổi lại ta có thể chiến đấu cho ngươi, nhưng ta sẽ không nhận ngươi là chủ và dung hợp với ngươi. Ngươi thấy thế nào? Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, được. Hắn không bị thiệt. Nghe Diệp Quân đồng ý, cô gái nở nụ cười, rất tốt, vậy chúng ta cứ quyết định thế nhé. Diệp Quân gật đầu, ừ. Nghe Diệp Quân nói vậy, cô gái cười càng tươi hơn. Nếu là người khác, cô ấy nhất quyết mặc kệ nhưng Diệp Quân thì lại khác, người này là vua của vũ trụ quan huyên, nếu có thể hợp tác với hắn thì mình sẽ được lợi rất lớn. Nhất là vị linh tổ đó. Vị linh tổ đó có thể giúp cô ấy bước lên một bậc nữa. Diệp Quân bỗng nói, xưng hô thế nào đây? Cô gái cười nói, Ngô Tuế Nguyệt. Ngô Tuế Nguyệt. Diệp Quân khẽ gật đầu, Ngô cô nương, ta muốn mượn sức mạnh Tuế Nguyệt của cô để giúp ta tìm một người. Ngô Tuế Nguyệt mỉm cười, đang định nói gì đó thì ngay sau đó cô ấy cảm nhận được điều gì, sắc mặt thay đổi. Gần như cùng lúc đó. Giọng người phụ nữ bí ẩn vang lên, cẩn thận.
Cẩn thận! Sắc mặt Diệp Quân lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn biết trong tình huống bình thường, người phụ nữ bí ẩn tuyệt đối sẽ không nhắc nhở nguy hiểm cho hắn, trừ khi là lúc cực kỳ nguy hiểm. Lúc này vẻ mặt của cô gái trước mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn. Diệp Quân bỗng xoay người, cách trước mặt hắn không xa, một người đàn ông đang đi đến, người đàn ông này mặc áo đen, chắp hai tay ra sau lưng, nhìn bề ngoài thì có vẻ tuổi tác không lớn lắm, chỉ khoảng 20 tuổi. Nhìn người đàn ông đang bước đến, Diệp Quân nhíu mày, hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào trên người đối phương. Ngô Tuế Nguyệt nhìn người đàn ông bước đến trước mặt, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Nhìn thấy vẻ mặt của Ngô Tuế Nguyệt, Diệp Quân cũng sầm mặt. Ngô Tuế Nguyệt ít nhất là cường giả cảnh giới đại đế, lúc này cô ấy lại như gặp phải kẻ địch, người này cực kỳ không đơn giản. Người đàn ông áo đen bước đến trước mặt hai người, ông ta nhìn Diệp Quân cười nói, ngươi là Diệp Quân ở vũ trụ quan huyên nhỉ? Diệp Quân gật đầu. Người đàn ông áo đen bật cười, sau đó nói, Diệp Quân, ngươi có thể giao ra cô nương phía sau ngươi không? Diệp Quân nhíu mày, ông đang nói tiếng người à? Người đàn ông áo đen híp mắt, nếu Diệp công tử không đồng ý thì ta chỉ có thể cướp. Vừa dứt lời ông ta bỗng tiến đến trước một bước, bỗng chốc khí thế đáng sợ bao phủ lấy Diệp Quân và Ngô Tuế Nguyệt. Khí thế đại đế. Diệp Quân nheo mắt, đang định ra tay thì lúc này một vầng sáng bỗng cuồn cuộn lao ra từ trong người hắn. Khí tức đó bị ngăn lại. Thấy thế Diệp Quân sửng sốt. Sao tiền bối này lại tự dưng ra tay thế? Người đàn ông áo đen ở đằng xa cười nói, hóa ra là bà cũng thú vị đấy, thế mà có thể cùng phe với vũ trụ quan huyên. Diệp Quân nhíu mày, người đàn ông áo đen thế mà lại biết tiền bối này. Lúc này giọng người phụ nữ bí ẩn bỗng vang lên trong đầu Diệp Quân, đây là thân chuyển thế của Bác Thiên đạo tộc trưởng tộc Bác Thiên, không phải là người mà đại đế bình thường có thể so được, chạy đi. Bác Thiên đạo. Diệp Quân sửng sốt. Hắn không ngờ người trước mặt này lại là thân chuyển thế của Bác Thiên đạo nhân vật truyền kỳ của tộc Bác Thiên. Ngay lúc này, Ngô Tuế Nguyệt bỗng nắm lấy tay Diệp Quân, đi thôi. Vừa dứt lời cô ấy dẫn theo Diệp Quân biến thành tia sáng màu trắng rồi biến mất. Bác Thiên đạo khẽ cười, muốn chạy hả? Vừa dứt lời, ông ta tung ra một quyền với không khí trước mặt. Trong con đường thời không Tuế Nguyệt xa xôi kia, hai người Diệp Quân đang chuẩn bị xuyên qua thời không thì bỗng quay lại, cách trước mặt hai người không xa, một quyền ấn đáng sợ lao đến khiến thời không bị đánh nát từng tấc, vô cùng đáng sợ. Ngô Tuế Nguyệt kéo Diệp Quân ra đằng sau, cô ấy bỗng xòe tay, một tia sáng Tuế Nguyệt lao ra từ lòng bàn tay cô ấy. Thế nhưng tia sáng Tuế Nguyệt này vừa chạm vào quyền ấn đó thì lập tức tan nát. Lúc này vầng sáng trong người Diệp Quân bỗng lao lên trời. Sức mạnh đáng sợ làm chấn động thời không Tuế Nguyệt xung quanh, cùng lúc đó Diệp Quân và Ngô Tuế Nguyệt bị đẩy lùi về sau. Hai người vừa dừng lại, Bác Thiên Đạo đã xuất hiện cách hai người không xa. Diệp Quân nhìn Bác Thiên Đạo, hình như vũ trụ quan huyên và tộc Bác Thiên chưa từng có ân oán gì mà nhỉ. Bác Thiên Đạo nhìn Diệp Quân trước mặt cười nói, Diệp công tử, nếu ngươi muốn ỷ thế áp đảo người khác thì ta có thể nói với ngươi biết ngươi lầm rồi. Vũ trụ quan huyên của ngươi không sợ chân vũ trụ, tộc Bác Thiên ta cũng không sợ chân vũ trụ. Diệp Quân nhìn Bác Thiên Đạo, bình thường vũ trụ quan huyên và tộc Bác Thiên không thù không oán, với tư cách là lão tổ của tộc Bác Thiên, quả thật không cần thiết phải cố ý khơi mào chiến tranh giữa hai vũ trụ, nhất là khi hai bên chúng ta đều có chung kẻ thù, nhưng ông lại làm như thế, rõ ràng mục tiêu của ông không chỉ là kính Tuế Nguyệt, mà có lẽ còn có huyết mạch phong ma trong người ta. Trước đây người phụ nữ bí ẩn đã từng nói với hắn, huyết mạch Bác Thiên có thể nuốt lấy các huyết mạch khác, hơn nữa cũng từng làm như thế. Lúc này rõ ràng là Bác Thiên đạo có ý đồ này. Muốn nuốt lấy huyết mạch phong ma của mình. Nghe Diệp Quân nói thế, ánh mắt Bác Thiên đạo lóe lên vẻ ngạc nhiên, mặc dù ngươi yếu ớt như gà nhưng trí thông minh của ngươi cũng khá đấy. Diệp Quân nhìn Bác Thiên đạo, ông chắc chắn muốn khơi mào chiến tranh giữa hai vũ trụ chứ. Bác Thiên đạo cười nói, Diệp công tử, ta biết vũ trụ quan huyên của ngươi đánh rất giỏi, nhưng không thể khiến tộc Bác Thiên sợ hãi, khi tộc Bác Thiên đánh nhau với chân vũ trụ quan huyên của ngươi vẫn chưa xuất hiện đâu. Nói rồi ông ta lao đến trước, đấm một quyền vào Diệp Quân đang đứng gần trong gang tấc. Nhìn Diệp Quân trước mặt, Bác Thiên đạo không hề che giấu vẻ tham lam trong ánh mắt.
Trước đây tộc Bắc Thiên thâu tóm hàng trăm vạn huyết mạch nên ông ta từng nhìn thấy rất nhiều huyết mạch đặc biệt, thế nhưng huyết mạch trong người Diệp Quân này lại khiến ông ta kinh ngạc. Ông ta chưa từng nhìn thấy huyết mạch nào đáng sợ như vậy. Sức mạnh huyết mạch này lại không ở trong tay tộc Bắc Thiên. Hơn nữa trong người Diệp Quân còn ba loại huyết mạch nữa, loại nào cũng không thuộc huyết mạch Bắc Thiên. Nếu có thể thâu tóm được thì huyết mạch Bắc Thiên có thể được nâng lên thêm một bậc. Nghĩ đến đây, Bắc Thiên Đạo không khỏi bật cười. Còn vũ trụ quan huyên thì ông ta không sợ. Năm đó tộc Bắc Thiên còn dám đối đầu với chân thần nữa kìa, sao có thể sợ một vũ trụ quan huyên mới nổi chứ? Tiêu diệt sạch là xong chuyện. Ngay lúc này, một vầng sáng bỗng lao ra khỏi người Diệp Quân. Vầng sáng này chặn lại cú đấm của Bắc Thiên Đạo, thế nhưng thời không xung quanh lại bị vỡ nát. Diệp Quân và Ngô Tuế Nguyệt bị chấn động liên tục lùi về sau hàng ngàn trượng. Bắc Thiên Đạo khẽ cười, trạng thái bị thương, đừng nói bà đang bị thương, dù bà có đang ở thời kỳ đỉnh cao, bà cũng chẳng là gì trong mắt ta. Ông ta nhìn Diệp Quân, phấn khích nói tiếp, sau khi ta chuyển thế, người trong tộc từng nói với ta về huyết mạch phong ma, lúc ấy bọn họ cũng không để tâm nhiều, không ngờ huyết mạch phong ma của vũ trụ quan huyên lại mạnh như thế, đúng là trời đang giúp ta. Vừa dứt lời, ông ta lao về phía Diệp Quân. Thấy Bắc Thiên Đạo lao đến, Diệp Quân híp mắt, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng và sát khí. Người không chạm đến ta, ta cũng không động đến người. Nếu đã động đến ta thì ta nhất định phải ra tay với người đó. Diệp Quân bỗng gào lên, người đâu? Thời không bên cạnh Diệp Quân bỗng nứt lìa, một ông lão đồ đen chậm rãi bước ra. Ông lão cúi người chào Diệp Quân, chào viện trưởng. Diệp Quân mặt không cảm xúc, chính thức đối địch với tộc Bắc Thiên, bảo Tiên Bảo Các trừng phạt tộc Bắc Thiên toàn diện, bất luận kẻ nào có giao thiệp với tộc Bắc Thiên, Tiên Bảo Các đều không được phép hợp tác với họ, hễ có một người giết tộc Bắc Thiên đều có thể nhận được 100 vạn linh nguyên. Ông lão do dự rồi nói, viên trưởng, nhiều quá. Diệp Quân nhìn ông lão trầm giọng nói, tộc Bắc Thiên không đáng tiền như thế. 10 vạn là đủ rồi. Diệp Quân, 10 vạn là đủ rồi. Nghe ông lão nói thế, Diệp Quân sửng sốt. Lúc này Bắc Thiên Đạo đã đánh tới trước mặt, Diệp Quân không ra tay mà một bóng người bỗng xông ra từ trong người hắn. Vèo, cú đánh đáng sợ của Bắc Thiên Đạo bị bóng người đó cố chấp chặn lại. Bóng người đó chính là người phụ nữ bí ẩn. Sức mạnh của hai người quả thật cực kỳ khủng khiếp, tất cả thời không xung quanh đều không chịu được. Vỡ nát ra từng chút. Thấy thế, vẻ mặt Diệp Quân trở nên nghiêm trọng. Lúc này hắn nhận ra mặc dù Bắc Thiên Đạo chỉ là cường giả đại đế nhưng chắc chắn cho dù là thần linh vũ trụ cũng không phải là đối thủ của ông ta. Đại đế cũng có chia thành mạnh và yếu. Bắc Thiên Đạo khẽ cười nhìn người phụ nữ bí ẩn trước mặt, ta cực kỳ tò mò, chẳng phải vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ là kẻ thù của nhau sao? Người phụ nữ bí ẩn nhìn chằm chằm Bắc Thiên Đạo, có biết năm đó đại tỷ đánh giá ngươi thế nào không? Bắc Thiên Đạo nheo mắt, đánh giá thế nào? Ông ta vẫn cực kỳ để ý đến cái nhìn của chân thần. Người phụ nữ bí ẩn cười nói, ngu ngốc. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Nụ cười trên môi Bắc Thiên Đạo đông cứng, khí tức cực mạnh lập tức trào ra từ trong cơ thể ông ta như thủy triều. Người phụ nữ bí ẩn cười nói, đừng tức giận. Tỷ ấy quả thật nói như thế, nếu ngươi không phục thì có thể đi tìm tỷ ấy khiêu chiến. Bắc Thiên Đạo nhìn người phụ nữ bí ẩn, bà ta vô địch cả một thời đại không có nghĩa là vô địch mãi mãi. Ông ta cũng không nói thêm gì nữa, mà lao đến trước, tung ra một quyền. Cú đấm vừa được tung ra, khí thế lao đến trước. Cho dù có người phụ nữ bí ẩn chắn phía trước, Diệp Quân và Ngô Tuế Nguyệt vẫn cảm nhận được sức mạnh ép bức đáng sợ. Diệp Quân lặng thinh không lên tiếng. Hắn biết nếu người phụ nữ bí ẩn không ngăn lại phía trước, chỉ riêng khí thế này cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Đây là một trong các cường giả mạnh của thế gian. Tay phải Diệp Quân siết chặt kiếm hành đạo, lúc này ý nghĩ trở nên mạnh hơn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Người phụ nữ bí ẩn không hề sợ hãi khi đối mặt với đòn tấn công của Bắc Thiên Đạo, bà ấy lập tức lao đến trước cũng tung ra một cú đấm. Ngay khi hai cú đấm vừa va chạm, thời không xung quanh chìm vào trong một màu đen tối, quyền mang mạnh mẽ khiến Diệp Quân và Ngô Tuế Nguyệt bị chấn động liên tục lui về sau. Khi Diệp Quân và Ngô Tuế Nguyệt dừng lại,
Bác Thiên Đạo và người phụ nữ bí ẩn đã tiến vào trong một thời không đặc biệt. Lúc này Tiểu Tháp bỗng nói, bà ấy không thể đánh nhau quá lâu. Nghe thế Diệp Quân lập tức quay đầu lại nhìn ông lão bên cạnh, còn bao lâu nữa người của chúng ta mới đến. Ông lão lấy lệnh bài ra, lệnh bài hơi rung lên, ông ta nhìn Diệp Quân, sắp đến rồi. Ông ta vừa dứt lời, thời không trước mặt Diệp Quân bỗng nứt lìa, ngay sau đó một cô bé chậm rãi bước ra, người đến là Nhị Nha. Còn có một tên nhóc lông xù nằm trên vai Nhị Nha cô nương. Thấy hai người này, vẻ mặt Diệp Quân trở nên cứng đờ. Lần trước hắn suýt bị Tiểu Bạch này làm cho nổ tung. Ngô Tuế Nguyệt ở một bên lại vô cùng phấn khích. Linh Tổ. Đây là Linh Tổ siêu cấp duy nhất hiện nay. Sau khi bước ra, Nhị Nha quay đầu nhìn Diệp Quân, liếm que kẹo trên tay, cảm giác hơi cả lơ phất phơ. Diệp Quân nói, Nhị Nha cô nương, đánh nhau. Nghe Diệp Quân nói thế, Nhị Nha khẽ gật đầu, Bạch, bảo vệ đứa cháu này. Nói rồi cô bé xoay người lao ra. Cháu! Mặt Diệp Quân khẽ giật, trong lòng như có cả vạn con ngựa chạy qua. Tiểu Bạch bay đến trên vai Diệp Quân, móng vuốt nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Quân. Diệp Quân! Ở đằng xa! Bùm! Một tiếng nổ bỗng vang lên, ngay sau đó Bác Thiên Đạo bị chấn động văng ra xa cả ngàn trượng. Sau khi dừng lại, ông ta nhìn Nhị Nha cách chỗ mình không xa, khó tin nói, yêu thú. Nhị Nha liếm kẹo hồ lô, sau đó nhảy lên, giáng một cú đánh xuống. Ánh mắt Bác Thiên Đạo lóe lên vẻ tàn ác, không có ý định né đòn mà bước lên trước đấm một quyền vào Nhị Nha. Lựa chọn đối đầu trực diện. Hai luồng sức mạnh bỗng phát nổ tại đó, lập tức lan rộng ra cả mấy mươi trượng. Hai người đồng thời lùi về sau, nhưng Nhị Nha đã dừng lại rất nhanh. Sau khi dừng lại, cô bé bỗng nhảy lên lần nữa, xông đến chỗ Bác Thiên Đạo. Bác Thiên Đạo vẫn chưa dừng lại, khẽ nheo mắt, thầm cảm thấy kinh ngạc, ông ta thế mà lại thua đối thủ lần này. Mặc dù bây giờ thực lực của ông ta vẫn chưa được khai phá hoàn toàn nhưng đó cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại, rốt cuộc cô nương này là thần thánh phương nào vậy? Sau hàng ngàn vạn năm, cường giả đã nhiều thế này rồi sao? Phải nói là lúc này Bác Thiên Đạo thật sự rất kinh ngạc. Ở đằng xa, Nhị Nha nhìn Bác Thiên Đạo, không nói mấy lời thừa thãi, cô bé bỗng biến thành một luồng sáng rồi biến mất. Bác Thiên Đạo cau mày, bỗng tiến đến trước một bước, tay phải ông ta siết chặt lại, sức mạnh huyết mạch đáng sợ tuôn ra từ trong người ông ta. Huyết mạch Bác Thiên. Sau khi huyết mạch Bác Thiên xuất hiện, trời đất lập tức lan tràn sức mạnh bá đạo đáng sợ dường như có thể nghiền ép hết mọi thứ. Ngay khi huyết mạch Bác Thiên xuất hiện, huyết mạch phong ma của Diệp Quân ở đằng xa cũng đột nhiên sôi trào. Cảm nhận được sự nôn nóng của huyết mạch phong ma, Diệp Quân sửng sốt. Huyết mạch phong ma này cảm nhận được sự khiêu khích. Lúc này Tiểu Bạch bỗng đập vào trên vai Diệp Quân, huyết mạch phong ma lập tức lặng xuống. Diệp Quân quay đầu nhìn Tiểu Bạch nhếch môi cười, sau đó trở tay lấy ra một quả bom lớn. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn đã được nâng lên không ít nhưng chưa chắc có thể đỡ được thứ này. Rốt cuộc là ai đã cho nó? Ngay lúc này Diệp Quân bỗng quay đầu nhìn về phía đằng xa, Nhị Nha lại không lùi bước mà còn tiến đến tung ra một quyền khi đối mặt với huyết mạch Bác Thiên đáng sợ của Bác Thiên Đạo. Vẫn là đối đầu trực diện. Cô bé chưa từng sợ hãi điều gì. Ngay cả kiếm thiên mệnh mà cô bé còn dám đối đầu trực diện nữa là. Thấy Nhị Nha vẫn đối đầu trực diện, ánh mắt Bác Thiên Đạo lóe lên sát khí lạnh lùng. Ông ta dồn toàn bộ huyết mạch Bác Thiên vào cánh tay phải của mình rồi tung ra một quyền về phía trước. Đối chọi gay gắt. Rầm. Một tiếng nổ đinh tai bỗng vang vọng giữa không trung, sau đó Nhị Nha và Bác Thiên Đạo cùng lui về sau, nhưng Nhị Nha dừng lại rất nhanh, trong khi Bác Thiên Đạo lại liên tục lui về sau cả mấy vạn trượng mới dừng lại. Không chỉ thế, ngay khi ông ta dừng lại, cánh tay phải của ông ta bị đứt gãy, máu bắn tung tóe. Nhìn sang Nhị Nha, cánh tay phải của cô bé lại chẳng hề hấn gì. Thấy thế, Diệp Quân lập tức trở nên phấn khích, sức mạnh và cơ thể của Nhị Nha cô nương quả thật bất khả chiến bại. Khi nhìn thấy Nhị Nha chẳng hề hấn gì, gương mặt Bác Thiên Đạo đầy vẻ kinh sợ. Ông ta tự biết thực lực của mình, một quyền vừa rồi tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết một đại đế có thực lực cao, mà cô bé trước mặt này lại đỡ được một quyền của ông ta,
không những thế còn không bị thương gì cả, quan trọng nhất là thực lực của đối phương đã vượt xa ông ta. Lúc này vẻ mặt Bác Thiên Đạo lập tức trở nên nghiêm trọng, thầm nhủ không thể khinh thường được. Sau khi nuốt xong viên kẹo hồ lô cuối cùng, Nhị Nha nhìn Bác Thiên Đạo, không nói mấy lời thừa thãi, cô bé bỗng nhảy lên lao về phía Bác Thiên Đạo. Thời không không biết tên đó lập tức vỡ tan. Thấy cảnh tượng này, Bác Thiên Đạo híp mắt, trong mắt ánh lên vẻ nghiêm túc, nhưng lúc này ông ta cũng không lùi bước, lúc này chỉ đành đối đầu trực diện lần nữa. Chân phải Bác Thiên Đạo dẫm mạnh xuống đất, cả người bắn về phía trước. Rầm. Thời không xung quanh bỗng tan nát, Bác Thiên Đạo thoáng chốc đã văng ra xa mười mấy trượng, khi ông ta dừng lại, Nhị Nha đã lại nhảy lên lao về phía ông ta. Đồng tử Bác Thiên Đạo co rụt, mặc kệ hết mọi thứ, chỉ có thể lao đến trước lần nữa. Chẳng mấy chốc lại vang lên từng tiếng nổ đinh tai. Lúc này Bác Thiên Đạo đã bị áp chế hoàn toàn. Liên tục thất bại. Dù là cơ thể hay sức mạnh, ông ta đều thua kém Nhị Nha. Thấy thế, Diệp Quân ở đằng xa phấn khích nói, Nhị Nha cô nương đúng là mạnh thật. Lúc này Tiểu Bạch gật đầu, vung móng vuốt lên. Diệp Quân thầm hỏi, tháp ra, nó đang nói gì thế? Tiểu tháp nói, nó nói Nhị Nha vẫn chưa biến thân, nếu biến thân thì có thể mạnh hơn nữa. Biến thân? Diệp Quân hơi ngạc nhiên nhìn Nhị Nha ở đằng xa. Nhị Nha cô nương này còn có thể biến thân. Lúc này người phụ nữ bí ẩn bỗng nói, thực lực của Bác Thiên Đạo vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, có khả năng bây giờ ông ta chỉ có chưa đến 30% thực lực ở thời kỳ đỉnh cao. Nghe thế Diệp Quân nhíu mày. Chưa đến 30% thực lực ở thời kỳ đỉnh cao. Người phụ nữ bí ẩn nói tiếp, mỗi lần luân hồi, thực lực của ông ta đều sẽ trở nên mạnh hơn, đây là lần thứ 10 ông ta luân hồi rồi. Thực lực mạnh hơn bao giờ hết, chẳng qua hiện giờ ông ta quá tự phụ, thực lực vừa đạt đến cảnh giới đại đế đã xuất đầu lộ diện, nếu ông ta tiến thêm một bước nữa thì sức mạnh đó. Tất nhiên, Nhị Nha cô nương này của ngươi cũng rất mạnh, ta cảm thấy dù là chân yêu bên cạnh đại tỷ cũng không bằng xác thịt của cô bé, quá mạnh. Diệp Quân hơi tò mò, chân yêu. Người phụ nữ bí ẩn nói, một con yêu thú mạnh nhất ở chân vũ trụ, thường đi theo đại tỷ, cũng rất lợi hại. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn phía đằng xa, lúc này Bác Thiên Đạo đã bị Nhị Nha áp chế hoàn toàn. Nhìn Nhị Nha, Diệp Quân cũng không khỏi ngạc nhiên, sức mạnh và cơ thể của Nhị Nha cô nương quả thật hết sức lợi hại. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân hỏi, tháp ra, Nhị Nha có thể đỡ được kiếm hành đạo không? Tiểu tháp nói, cô của ngươi cầm kiếm này thì cô bé không đỡ được nhưng nếu là ngươi thì chắc có lẽ sẽ đánh ngươi đến mức ngươi phải gọi bố đấy. Diệp Quân. Ngay lúc này, Bác Thiên Đạo bỗng bị một quyền của Nhị Nha đánh văng ra xa cả vạn trượng. Lần này sau khi dừng lại, Bác Thiên Đạo không ra tay nữa mà lại lùi về sau cả vạn trượng, kéo giãn khoảng cách với Nhị Nha. Thấy thế Nhị Nha nhíu mày. Bác Thiên Đạo lạnh lùng nhìn Nhị Nha, gần giọng nói, con xúc sinh này, đợi đấy, đợi tu vi của ta khôi phục, xem ta xé xác ngươi. Nói rồi, ông ta xoay người nhảy lên, sau đó biến mất ở chân trời đằng xa. Sắc mặt Nhị Nha trở nên hung dữ. Thế mà lại dám mắng cô bé. Mẹ nó chứ. Nhị Nha nhìn Diệp Quân, đến tộc Bắc Thiên, người đánh người lớn, ta đánh người nhỏ, có dám không? Diệp Quân lập tức nói, dám chứ. Hắn cũng đã nghẹn một bụng lửa giận rồi. Nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, ta đánh người lớn. Tiểu Bạch ở một bên bỗng điên cuồng vung nắm đấm nhỏ, đôi mắt tròn xoe, có thể thấy nó cũng rất tức giận. Thế mà dám mắng Nhị Nha. Chết tiệt. Móng vuốt nhỏ vùng vẫy, Tiểu Bạch càng nghĩ càng cảm thấy tức, lấy một quả bom lớn, sau đó nhấn xuống. Mẹ nó chứ, hủy diệt luôn. Diệp Quân. Cược thắng. Hủy diệt luôn. Tiểu Bạch cực kỳ tức giận, thế mà lại dám mắng Nhị Nha, mọi người cùng nhau hủy diệt hết luôn đi. Thấy Tiểu Bạch châm lửa một quả bom, sắc mặt Diệp Quân lập tức thay đổi, không suy nghĩ gì đã né sang một bên. Đáng sợ quá. Thấy Diệp Quân né đi, Tiểu Bạch sửng sốt, đôi mắt to tròn đó đầy vẻ khó hiểu, móng vuốt nhỏ vùng vẫy không biết đang nói gì. Lúc này Nhị Nha bỗng đánh một cú vào quả bom đó. Quả bom vừa nổ tung, tất cả sức mạnh được sinh ra lập tức bị cú đánh này của Nhị Nha phá hủy. Một tay hạ gục quả bom.
mọi sức mạnh đều bị Nhị Nha trấn áp. Nhìn thấy cảnh tượng này, mí mắt Diệp Quân đứng cách đó không xa giật một cái, cảm thấy kinh sợ không thôi, trước đây hắn đã từng trải nghiệm uy lực của quả bom này, mà hắn không ngờ sức mạnh cường đại đó lại không có gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Nhị Nha. Sức mạnh và cơ thể của Nhị Nha cô nương này đúng là kinh người thật. Đợi sau khi Thiên Thiên khôi phục hoàn toàn, phải xin chút máu của Nhị Nha cô nương cho cô ấy, hắn biết máu của Nhị Nha giúp ích rất nhiều cho Thiên Thiên. Nhị Nha vỗ tay, sau đó quay đầu nhìn Diệp Quân, đến tộc Bác Thiên. Diệp Quân gật đầu, đi. Nhị Nha chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Quân, cô bé nhìn vào mắt Diệp Quân, không sợ à? Diệp Quân cười nói, không sợ. Nhị Nha khẽ gật đầu, nở nụ cười, cháu trai khá đấy. Diệp Quân lập tức sầm mặt, sao cứ cảm thấy lời này như đang mắng người vậy nhỉ? Lúc này Nhị Nha vung tay lên, dẫn đường, tiêu diệt sạch sẽ tộc Bác Thiên. Diệp Quân gật đầu, quay đầu nhìn sang ông lão áo đen ở một bên, ông lão áo đen do dự một chốc rồi nói, viện trưởng, có cần về bàn bạc kỹ hơn trước không? Mặc dù thực lực của tộc Bác Thiên không bằng chân vũ trụ nhưng cũng không yếu, nếu giờ mà đi chắc chắn sẽ bị thiệt. Diệp Quân bình tĩnh nói, dẫn đường đi. Nghe thế ông lão áo đen không nói thêm gì nữa, xoay người vẽ vào không trung một đường, thời không nứt ra, đường hầm thời không xuất hiện. Nhị Nha nói, đi thôi. Mấy người họ bước vào đường hầm thời không, sau đó thời không lập tức khép lại. Bên trong đường hầm thời không, Nhị Nha lấy một cây kẹo hồ lô ra từ tốn ăn, thi thoảng còn đưa cho Tiểu Bạch liếm vài lần, rất thoải mái. Diệp Quân kéo ông lão áo đen sang một bên dặn dò, một lúc sau ông lão áo đen cúi người với Diệp Quân, sau đó đi khỏi đó. Người phụ nữ bí ẩn bỗng nói, người muốn khai chiến với tộc Bác Thiên thật à? Diệp Quân gật đầu. Người phụ nữ bí ẩn im lặng không nói. Diệp Quân khẽ cười nói, có phải tiền bối nghĩ ta kích động nên làm thế không? Người phụ nữ bí ẩn hỏi ngược lại, người nghĩ sao? Diệp Quân bình tĩnh nói, tiền bối, ta cũng biết kẻ thù lớn nhất của vũ trụ Quan Huyên hiện giờ là chân vũ trụ, xét về tình hình chung, có chân vũ trụ phía trước, quả thật vũ trụ Quan Huyên không thích hợp để đối về phía đối lập với vũ trụ Bác Thiên. Cách tốt nhất là vũ trụ Quan Huyên và vũ trụ Bác Thiên nên kết hợp với nhau để cùng đối phó với chân vũ trụ. Nhưng người cũng thấy đấy không phải ta muốn gây thù chuốc oán, mà là tộc Bác Thiên muốn gây thù chuốc oán với vũ trụ Quan Huyên, ta với tư cách là viện trưởng vũ trụ Quan Huyên. Tộc trưởng tộc Bác Thiên lại truy sát ta, muốn cướp huyết mạch của ta, bọn chúng không thèm xem vũ trụ Quan Huyên của ta ra gì. Hắn khẽ cười, sau đó lại nói, xét từ góc độ cá nhân, người không động ta, ta không chạm người, nếu tộc Bác Thiên đã có ý muốn ra tay với ta thì cứ đánh vậy, chẳng có gì đáng nói cả. Người phụ nữ bí ẩn nói, tộc trưởng tộc Bác Thiên rất tự phụ, ngoài đại tỷ thì ông ta không xem ai ra gì cả. Diệp Quân cười nói, có thể nhìn ra được. Người phụ nữ bí ẩn nói, cẩn thận một chút, mặc dù bây giờ tộc Bác Thiên đã không bằng thời kỳ đỉnh cao nhưng cũng không yếu đâu. Diệp Quân gật đầu, đã rõ. Hắn như nghĩ đến điều gì bèn hỏi, tháp gia, huyết mạch phong ma của ta có thể nuốt lấy huyết mạch khác không? Tiểu tháp nói, có thể. Diệp Quân khẽ gật đầu, như suy nghĩ gì đó. Chiến trường hư chân ở vũ trụ Quan Huyên. Sau khi biết tin Diệp Quân đã an toàn, vũ trụ Quan Huyên cũng không đánh tiếp với chân vũ trụ nữa, hai bên tạm thời hòa bình. Mọi người đều tập trung trong thần điện hư chân. Lần này đã có thêm một số người nữa, chính là hám tộc, liên tộc, tư tộc, tông tộc lúc đầu đến trợ giúp cho Diệp Quân. Hám tông, liên song, tư thông thiên và tông thủ ngồi cùng một hàng, phía sau là người trong tộc của họ, lúc này người trong tộc của họ đều cực kỳ phấn khích. Đánh cược thắng rồi. Nếu cược thua, dĩ nhiên thân chết, đạo tiêu tan, gia tộc bị hủy diệt, nhưng nếu cược thắng thì sao? Vậy thì bắt đầu từ bây giờ họ sẽ có thể vực dậy được. Chư thiên vạn giới đều kém xa vũ trụ Quan Huyên, bất kể là thực lực hay văn minh võ đạo. Bây giờ đồng sinh cộng khổ với vũ trụ Quan Huyên, dĩ nhiên sẽ được vũ trụ Quan Huyên dìu dắt, chỉ cần được vũ trụ Quan Huyên dìu dắt, họ muốn thống nhất thế giới của mình chẳng phải quá đơn giản rồi sao? Ngoài ra, bây giờ họ cũng sẽ không cần nộp phí bảo kê cho chân vũ trụ nữa. Nạp Lan Ca mỉm cười nhìn mấy người hám tông, lần này cảm ơn các vị đã đến trợ giúp, bắt đầu từ hôm nay, chuyện trong gia tộc của các vị cũng là chuyện của vũ trụ Quan Huyên.
Cô nhìn trương lão khẽ gật đầu, ông ta bước đến trước mặt mấy người hám tông, sau đó xòe bàn tay, vài chiếc nhẫn bay ra rồi vững vàng rơi xuống trước mặt mấy người hám tông. Hám tông do dự một lúc rồi nói, chị dâu, không cần phải như thế, ta và đại ca là huynh đệ của nhau, bọn ta đến đây giúp huynh ấy không phải vì tiền, thế nên. Lúc này tỷ tỷ của cậu ta bỗng kéo góc áo cậu ta, đệ nhìn trước đi. Hám tông sửng sốt, cậu ta nhìn chiếc nhẫn theo bản năng, khi nhìn thấy bên trong là vật gì, cậu đứng phát dậy nói, nếu là quà của chị dâu tặng thì đệ không dám không nhận, đa tạ. Dứt lời, cậu ta vội vã cất chiếc nhẫn vào. Lúc này cậu ta vô cùng mừng rỡ, đến đây đúng thật không phải vì tiền nhưng, số tiền này nhiều quá. Không chỉ hám tông, mà lúc này mấy người tư thông thiên cũng vô cùng kinh ngạc, số tiền này quả thật quá nhiều. Bọn họ vốn dĩ chỉ muốn khách sáo vài câu nhưng thấy nhiều như vậy thì thôi không khách sáo nữa. Ngộ nhỡ khách sáo một hồi, người ta tưởng thật thì phải làm sao? Lúc này các trưởng lão và cường giả của mấy gia tộc này cũng vô cùng vui vẻ, cũng may lần này đến đây cứu viện chứ nếu không tổn thất lớn đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.